số như thế nào nhỉ? Ví dụ cắm vào trên kia. Không, trên kia mày khác. Số gì đâu nhỉ? Số là số bao nhiêu nhỉ? 864. Không. 3786808864. Không, 374. 0376. Hello. 0378680864. Nó cắm ở trên đấy mà chị không thấy ạ. Tao có điếu không? Tao tìm nó thì nó ở đâu rồi. Dịch rồi á, thế à chị? Hôm nay chị chán nhiều. Nhờ. Hà Giang này 3. Hà Giang 3 thêm 3. Hello các bác. Các bác có thấy em không ạ? Hello chị Vũ Thị Thúy nhá, em chào chị Yến Nguyễn. Quỳnh Trần ơi, chán quá. Bộ chưa xả hết, bộ chưa xả hết rồi chị ơi. Bộ chưa là hết hàng rồi. Xem được live stream cho em xin lúc chia sẻ nha các chị nhá. Em chào chị Phương Loan ạ. Em xin một phút để chia sẻ lên các trang page của em với. Chị không có laptop màu đen còn đúng không chị? Còn. Có laptop đen đưa cho em ít nào. Hello hello mọi người. Tại vì là cái đấy nếu mà tí nữa chị nào có đơn thì kèm đơn thôi. Tại vì là cái đấy là nếu như là không nay chị cũng phá một cái đơn xin tôi xong rồi ok. Hello chị Lục Hà nhá, Lân Vân Lam Vi chị nhìn thấy em ạ, à. Em chào chị Nguyễn Thoa, em chào chị Dương Thảo nhá. Hello các bác, ủa rất là nhiều hôm nay fan cứng lại còn cộng một nữa. Em chào chị Hương Thảo Nguyên ạ, à. Hello tất cả các tình yêu. Em còn một ít quần baggy đúng không? Quần baggy chiếc u mì kìa, quần quy một này. Ok em ít quần quy một cho nó dọn cửa hàng đi. Còn đấy chị Thùy Trâm tí em xả len nhá các chị nhá. Len thì có hơn 100.000 tí ti thôi. Hôm nay em hỏi cái giá mà nhập buôn bây giờ là nó cao hơn cả cái giá ngày hôm nay em định bán cho các chị đây. Em cảm ơn chị Thúy Trần nhá. Ok chưa ạ? Các chị ngày hôm nay có xem rõ không ạ? Cho em xin một lời nhận xét với, xem like có rõ không các chị? Lại có một con này đây, nó là hàng lẻ. Con này như con hàng lẻ này. Ôi chưa, không bật điều hòa. Ôi con này nó dày thế. Chụp lại con này cho em xem để mai lấy thêm con này đi. Xem nếu mà còn hàng này lấy thêm con này đẹp quá. Rồi, em còn ít áo gió em lên luôn nhá. Thế
luôn là áo gió ngày hôm nay, nhưng mà em mà xả là tiếc lắm, tại vì là hôm nay em hỏi thì cái giá nhập của nó sẽ cao hơn cái giá ngày hôm nay em sẽ bán cho các chị đấy. Các chị lên comment cho là áo gió cho em một kèm số điện thoại ạ. Áo gió có kèm số điện thoại cho em các chị nhá. Áo đổi em mặc á, 65 cân các chị mặc được chị ơi. Nói chung là có hai size ML, các chị tầm khoảng 63 cân nhỉ. Chị nào người cao thì gọn các chị 65 cân thì mặc được. Đây các chị này, áo gió á, áo gió, áo em luôn em mặc có màu trắng không á? Em có, chị ơi thấy đưa cho em cái mẫu áo em mặc đây. Nó còn ít nhá các chị nhá, 135.000 nha các chị luôn. Mã này là mã A1 đúng không nhỉ? Hay mã D? Mã H1 giúp em với. Áo em mặc là H1 các chị nhá. H1 em có đang có màu đỏ này. Dịch vẫn gửi được, nhưng mà chỗ nào không có vùng dịch là vẫn gửi bình thường. Hai các bác ạ. Không còn màu đỏ nữa nha. Màu đỏ còn mỗi một cái á. Màu xanh thế, chỉ có màu vàng, màu da, màu hồng, màu đen thôi. Chết. Đây chị thì mặc màu khác đi, chứ màu đỏ làm gì còn đâu, thì lên màu da nhé. Đây màu da đây, cái này chị này. Áo em mặc còn đúng một chiếc, hồng em có size M chị nhá. À hồng á, có size M không nhỉ? Hồng không có. Nói chung là bây giờ nó còn lẻ size, lẻ mẫu, lẻ size thôi các chị yêu. Mã này các chị coi là H1 giúp em với. Mẫu em đang mặc là màu B. Mẫu em đang mặc là màu B. $135.000 hàng này hàng Quảng Châu cho em các chị này. Túi zip các chị nhá. Hai size ML các chị từ khoảng là 40 trên 40 cân đến tầm khoảng 63 cân đổ về. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em xem bảng màu giúp em với xem là còn cái màu gì với. Em đang có tông màu vàng các chị này. Màu vàng này, màu, chị màu trắng cho em. Màu em đang mặc là màu B các chị nhá. Đây màu trắng này các chị này, màu trắng này. Màu xanh em còn sót đúng một chiếc thôi các chị nhá. Sót đúng một chiếc size L. Đấy và màu đen cho em. Các chị lên đơn cho là H1 và kèm theo màu với số điện thoại giúp em với số lượng còn ít là 135.000 đồng một áo. 135.000 các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp quá em ơi, chị nghiện mất rồi. Em cảm ơn chị ạ. Chị ơi 135.000 chị Hường Lâm ơi, hàng đẹp chị nhá, hàng này hàng Quảng Châu, hàng đẹp cho các chị luôn ạ. Áo gió 50.000 bây giờ nó chỉ còn size to thôi. Mã này là H1 cho em với, cho em xin cái túi mã áo này với. H1 nhanh tay ạ, số lượng nó còn ít lắm, bây giờ không về được hàng đâu các chị ơi. Đây các chị nhìn cho em áo này, chị ạ, toàn bộ là hàng xịn sò luôn ạ. Em tặng các chị giá 135 nha các chị yêu. 135.000. Đưa cái điều khiển cho em xem nào. Rồi, đỏ em có đúng một chiếc thôi nha các bác ơi. H1 rồi, ok chị Thúy Trần chốt B trắng này. Chị đưa màu cho em chốt luôn đủ khách thôi. Tại vì là hàng này không biết lúc nào mới có hàng về. Tại vì bây giờ không có xe vận chuyển. Không có xe vận chuyển, bây giờ là còn cái gì em lên cái đấy thôi. Ngày mai các chị chọn size vừa cho em nhé. Đưa cho em cái cây ra đây nào để treo cái màu áo nào. Đây, chọn màu giúp em với H1 này. B trắng của chị Thúy Trần này. Một be một trắng các bác nhìn cho em ạ. Hàng xịn sò, nhận hàng, bốc hàng, kiểm tra đơn trưa nay nhé, em chưa gọi sốt hết đâu ạ. Áo gió ấy vẫn còn là size 1x2x ấy. Be đen của chị Yến Vũ này, một be một đen này, được chưa ạ. Đỗ Vân chốt trắng này. Các chị ơi nhanh tay cho em với 135.000 con áo hàng cốt tông đẹp như này các chị yêu, được chưa ạ. H1 kèm số điện thoại giúp em với. Chị hàng mon có đơn ạ, 135.000. Các chị nhận hàng, bốc hàng, kiểm tra cho em. Áo gió hàng đấy không có size M đâu các tình yêu, được chưa ạ. Áo gió đấy không có size M, đấy là 1x2xl ấy. H1 hay áo xanh đỏ size ML, chị Trương Thúy lên số điện thoại cho em với. Xanh còn đúng một chiếc hàng treo nha. Đỏ em còn đúng hai cái thôi. Đây các chị này, đẹp lắm luôn. 135.000 đồng các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Trương Thúy chưa có số chị ơi. Màu B này đẹp lắm ý. Đấy chị ạ, màu B này em về số lượng nó nhiều hơn các màu khác. Đấy chị ạ, màu B về số lượng nhiều hơn các màu khác luôn. Đường bo cho em này, đường mic này các chị này, tất cả đều bọc viền hết cổ cho em nha các chị nhá. Bọc viền hết cho em như này, các chị nhận hàng, các chị cứ bốc hàng kiểm tra cho em. Đấy, màu đen đây. Nói chung là mỗi màu nó chỉ còn một vài cái thôi. Mã này em về chuyến nào hết chuyến đấy. Nhận áo gió đẹp lắm, cảm ơn em nhá. Được chưa ạ? Đây các chị này, nó còn số lượng bằng này nữa. Các chị yêu nhá, 135.000. Các chị nhận hàng, hàng này bên ngoại trường vẫn đang bán là 200 mấy một áo, các chị nhá. Toàn bán trên 200.000 hết. Rồi, qua mẫu này các chị này. Đây, áo gió đây. Chị nào nhận được áo gió cho em xin một lời nhận xét ạ. Chị yêu nhận được áo gió cho em xin một lời nhận xét rồi. Các chị lên là áo gió. Thực sự luôn, chiều nay mới hỏi cái chỗ đầu buôn ấy, chỗ buôn ấy. Thì hiện tại em còn bao nhiêu cái mẫu này em ở cửa hàng là em bán cho các chị nốt cái giá riết của ngày hôm nay cho các chị yêu nhá. Còn chuyến sau về
giá cước tăng này, không có xe vận chuyển này, nếu mà vận chuyển được hàng về thì cước cao một gấp đôi. Cho nên là cái giá ngày hôm nay là em bán cho các chị rẻ được nhá, nhưng mà khi mà những cái lô hàng sau về nó không có rẻ đâu các bác. Bây giờ chị nào ngày hôm nay vượt được cái lô áo gió hôm nay các chị nhanh tay, vì số lượng nhà em chỉ còn là ít thôi, và em còn chủ yếu là màu hồng với lại màu vàng, chủ yếu là còn hồng với vàng. Chị chọn chiếc quạt đứng thẳng của em với 169.000 đồng, được chưa ạ? Áo gió kèm số điện thoại. Đây chị Liên Đinh ơi, bây giờ mới bắt đầu vào mùa áo gió thôi, mà năm nay các bác biết là dịch dã này, biên đóng cửa không có nhá. Xong rồi dịch này không biết bao giờ mới về được hàng. Cho nên là các chị ơi, những cái hàng áo gió này các chị ơi, hàng đẹp các chị lấy. Đấy chị ạ, giá gọi là giá tri ân mùa dịch thôi các chị yêu, 169.000. Đấy, chị Ngọc Thắng rồi ok. Chị Thùy Chi, mã áo gió vàng các chị nhé. Các chị yêu là áo gió và kèm số điện thoại cho em. Áo gió mềm đẹp, em cam kết các chị về cái chất lượng của nó luôn. Em đang mặc sẽ là tông màu vàng các chị này. Nói chung là màu vàng thì nó sẽ có 2-3 họa tiết khác nhau chứ không phải có một họa tiết. Chất đẹp và hàng gió Quảng Châu mà chị. Hàng gió xịn cho các chị luôn chứ không phải hàng gió hàng Việt, mà chất của nó là chất gió kiểu là chất nó sột soạt và hàng mỏng tèo tèo đâu các chị yêu. Cầm cái áo nó phải nặng cái tay ạ. Đầm tay luôn các chị nhá. Mũ tháo được quá ra cho em ạ. H1 cho em 169.000. Áo gió có màu đen không chị? Nó còn có 1-2 chiếc màu đen thôi em yêu ơi. Còn đúng 1-2 chiếc màu đen thôi, còn đâu là còn chủ yếu là màu vàng với màu hồng. Đấy, các chị nhiều chị đã nhận được áo gió như em rồi, chứ không phải là bây giờ em mới bán. Hàng này em bán từ năm ngoái nhưng mỗi lần về của nó sẽ là hình khác nhau các chị nhá. Em các chị yêu nhìn áo gió cho em ạ, đẹp dã man luôn. Đúng rồi, Việt Nam thì nói chung là toàn lấy hàng bên Trung ấy là nhiều đa số, nhưng bây giờ là dịch như này không có hàng đâu các bác, thực sự luôn. Đấy, đúng rồi, Việt Nam thì dịch Trung Quốc thì mua báo lấy đâu ra mà có hàng. Đúng rồi chị ơi, cho nên là bây giờ cái hàng này ý, không có đâu, mà chất lượng nó đẹp tuyệt vời như này luôn. Hàng này em vượt từ gọi là rất là lâu rồi mới có hàng các chị nhá. Bây giờ em cũng không còn nhiều. Đấy chứ ạ, size các chị tầm khoảng 63-64 cân đổ về, các chị trên 40 cân đổ lên. Áo gió thì mình mặc rộng rãi một chút, đừng mặc ôm sát quá. Đấy các chị này, chia sẻ livestream của em với các chị này, màu hồng cho em các chị nhá. Nó có mấy hình họa tiết khác nhau chứ không phải có một hình đâu. Đấy bây giờ là em cho các chị gọi là alo số hết các chị nhá. Alo số hết như này, các chị nhìn này. Toàn bộ hàng đẹp, chất gió nó mềm. Các chị nhá, mũ tháo được rời cho em các chị này, mũ tháo khóa được rời cho em ạ. Toàn bộ hàng này hàng đẹp ý. Đấy chị ạ, xỉ của nó trước đã xỉ 280-300 nghìn rồi chứ không có rẻ đâu. Bây giờ là em hỏi cái chỗ kho hàng nó còn ý, thì người ta báo giá hiện tại bây giờ nó còn cao hơn cái giá em bán lẻ cho các chị. Đấy chị ạ, nói sai bất lộc luôn, vừa chiều hôm nay em hỏi đấy, giá cao quá em chưa dám nhập ý, và cước nó cao không có xe vận chuyển. Còn cái đỏ không để chị mua đi em. Đỏ á? Có đỏ đây chị này. Xem còn mấy cái màu đỏ, chị nào lấy màu đỏ các chị lên đơn. Đây em cho các chị xem những cái hình của nó nhá. Nó nhiều hình mà toàn bộ là hàng nhà hình theo hết chứ không phải in hay dán gì đâu ạ. Đây các chị này, không phải hình in hay hình dán, toàn bộ là hàng theo hết cho em. 100% là đa số là 100% là hàng theo chứ không phải là hình in hình dán. Các chị giặt máy thoải mái cho em các chị này. Một con áo gió hàng nó dày, nó đanh chất như này luôn ạ. Giá thị trường không bao giờ có rẻ. Đấy em còn sót một vài cái thôi chứ chuyến sau về em không khẳng định là giá em bán cho các chị được như này, và nói thẳng luôn là không có giá này để bán cho các chị được. Đấy, 169.000. 169.000 đồng một áo, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Bao phê luôn các chị nhá. Không thích mũ tháo mũ ra cho em được. Đấy chị ạ, không thích mũ tháo mũ cho em được, tại vì áo gió là cái loại mà bán dễ nhất trên đời luôn. Nó nhẹ nhàng. Trừ khi là lúc nào mà thời tiết nó rét đậm rét hại thì mình mới mặc áo phao thôi. Chứ còn là thời tiết nó nhẹ nhàng, mình bên trong mình mặc cái áo len, nó khoác thêm cái áo gió như này là ok nhá các chị nhá. Chị Thanh Bình có, Phương Phương rồi ok. Những cái mã hàng nó đánh là size 1XL với 2XL. Màu đỏ nó còn sót là 2 chiếc hay sao ấy. Còn đúng 2 chiếc màu đỏ thôi. Nhưng các chị biết là áo gió như em bây giờ nó mới bắt đầu vào vụ thôi. Đấy chứ không phải là cuối vụ hay như thế nào mà xả nhá. Chẳng qua là cái hàng này số lượng em còn ít thì em bán giá gọi là chốt giá đẹp các bác luôn. Đấy, chị Huế Trần có, Thủy Ngô rồi ok, Chẩu Thùy rồi ok, chốt đơn. Mã hàng lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi em qua mẫu nhá, tại vì là cái áo gió này em không còn nhiều. Em cảm ơn chị Thủy Trần nhá. Đây các bác này. Nhìn thêm những con áo gió xịn như này luôn. Để chạy, các chị nào đi nhập buôn các chị biết ạ, giá buôn nó rất là cao. Chẳng qua là lô này em nhập được sale thôi, và chuyến sau này không có. Người ta bảo là em ơi, năm nay không có hàng đâu mà em cứ đòi hàng sale. Đấy chị nhập còn chả nhập được hàng mà em cứ bảo bán rẻ cho em để em về em bán. Thế bây giờ chị đi buôn chị cũng phải có lãi chứ. Thì em mỗi mình em biết lãi thôi à, người ta nói với em thế. Thôi chị ơi. Để chạy, còn bao nhiêu em bán cho các chị nốt giá này nhá. Còn chuyến sau thì em thật sự các chị là em không nhập được rẻ nữa đâu.
Đấy, nhưng mà các chị ơi, chất lượng của nó đẹp và nó nhiều kiểu. Nó nhiều kiểu, chị ơi, không có size M nhá. Mã, tất cả cái mã này nó đánh là size 1X với 2X. Nó không đánh SML đâu. 1XL, 2XL tương đương với size M với size L thôi. Nhận được quần áo đẹp thì em cảm ơn chị ạ. Chị Tạ Quang Hà rồi ok, Ninh Sunny rồi ok, Nông Liễu rồi ok, em cho đơn những bác đã đang ở vùng dịch đang phong tỏa là em không ship được rồi, các bác thông cảm nhá. Thế chạm bây giờ còn gì bán đấy thôi, các chị biết là xe hàng 4 ngày hôm nay chưa về được, em sắp điên bán rồi các chị ạ. Mà cước về nó cao gấp đôi. Làm gì có xe vận chuyển đâu, tỉnh nọ qua tỉnh kia là đã không qua được rồi. Chị ơi cái mã này còn không? Búp bê 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 này. Này gì còn đây? Mã búp đây, hồng xem hồng thế nào. Đấy chủ yếu là còn màu hồng đúng không? Nghe xem màu hồng phát nào. Rồi mã này là mã gì ạ? H2 nhá. Đúng không? Ừ. Rồi mã này H2, bộ thu đông chưa có hàng về. Không có hàng mà về. Hồng hay là... Chị biết ngày hôm nay ngày nào khách cũng hỏi em ơi bao giờ đổ bộ về mà em sốt hết cả ruột. Đây các chị nhìn áo này. Tại vì là nếu mà hàng xưởng thì có, nhưng mà hàng Quảng Châu là không có nhiều. Để chạm có thì gọi là nó sẽ có từng nhà nhập được thôi. Và nhập về thì cước nó cũng rất là cao, nó không có rẻ đâu các bác. Đây các chị này, bây giờ các chị mua được cái gì thì mua. Tại vì năm nay dịch nó không biết bao giờ mới chấm dứt như thế này. Càng ngày càng có ca, ngày nào cũng có ca tăng như này các chị biết không ạ? À, theo dõi thể sự các bác biết luôn. Vũ Thị Ngọt quần Q3 còn chị ơi. Chị Thủy Thái rồi ok, Kiều Bưởi số điện thoại ạ. Đoan Nguyễn rồi ok, em chốt đơn. Đây các bác lên đơn cho em, mã này là mã H2 nhé các chị nhá. H2 trên nó có tông màu hồng này, màu B này, chạm màu đen, màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Đỏ còn đâu? Đỏ hết rồi. Đỏ còn một chiếc đúng không? Đúng, size L mã này. Đây. Mã này là mã H2 nhé các chị yêu. 63 cân đổ về em chốt. Được chưa ạ? 63 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Chị Trang Lê em sao mà có ship được không? Như nào chị ỉ? Nhưng em vẫn ship bình thường mà, tại vì là Viettel vẫn ship đơn bình thường. Đấy chị ạ, Viettel bưu điện là những cái chỗ đấy hình như người ta vẫn được ship đơn bình thường. Nhưng em vẫn ship bình thường. Trừ khi là những chỗ nào vẫn đang gọi là chốt phong tỏa dịch là không cho bưu tá vào thì người ta mới không đi phát được thôi. Chứ còn là những chỗ mà vẫn đang kiểu là nhúc nhắc được thì vẫn phát đơn bình thường các bác nhá. Đây các chị này, H2 cho em tông màu này, tông màu hồng. H2 cho em tông màu trắng ạ. Để chạy H2 cho em tông màu trắng này. H2 cho em màu đỏ, còn đúng một chiếc màu đỏ thôi các chị nhá. Còn sót một chiếc màu đỏ cho em hàng búp các chị yêu. Để chạy theo cho em các chị này. Màu xanh này hình như còn 2 cái phải. Xanh này còn 2 chiếc các chị nhá. Xanh đậm còn 2 chiếc này. Màu vàng còn 2-3 chiếc thôi. Và tông màu B nữa, chị ơi thiếu màu B nữa. Thiếu màu B đúng không? Áo gió 169. Chị ơi tùy từng vùng. Các chị biết là mình đang ở khu vực nào đúng không? Chị nào đang ở khu công tả là không ship được. Đấy. Chứ còn ví dụ như là Hà Nội thì có từng vùng ship được. Đấy chứ ạ. Những chỗ nào không có chốt là vẫn ship bình thường. Vẫn vào, nếu mà bưu tá vào được là ship hàng được. Còn những chỗ nào mà cấm bưu tá vào ship hàng thì không phát được hàng các chị nhá. Gió hồng ok chị Nguyễn Quyên. Mã này là mã gì ạ? H bao nhiêu chị? H2 kèm số điện thoại cho em ạ. 135.000. Để chị ạ, 135.000. Đây tông màu be cho em. Tông màu be cho em các bác này. Để chạy toàn bộ hàng gọi là chất lừ luôn. Cái cổ nó bọc viền hết cho em các chị yêu nhá. Xịn sò các chị này. 135.000 đồng một áo. Các chị yêu mình lên đơn cho là H2 và kèm theo màu với số điện thoại. Đấy, số lượng mỗi mẫu nó chỉ còn tầm 10-15 áo thôi là hết các bác nhá. Không có cổ sự luôn là chẳng bao giờ lỗi mốt. Đấy, có cả size M, size L, có hai size các bác ơi. Nhưng màu hồng ý chỉ có còn size L hay sao? Màu hồng chỉ còn size, chủ yếu là còn size L thôi. Đấy, chị nào có chốt đơn các chị lên đơn. Tất cả các mẫu là đa số là còn size L là nhiều, chứ ít size M các chị nhá. Mã này H2 cho em ạ. Chị Nguyễn Ngọc ok, một be một đỏ này. Các bác lên đơn cho em. 135.000 chị Hồng Gấm ơi. 135 cho em ạ. Các chị nhìn màu cho em này. Màu be này các chị này. Để chị ạ, màu vàng này. Màu xanh này. Để chị ạ, màu trắng này. Màu đỏ và kèm số điện thoại cho em. 135.000 đồng một áo. Các chị yêu lên đơn nhá. Chị Lại Thị Hương ok. Chị Hồng Gấm cho em số điện thoại với. Khách quen nhớ để lại số điện thoại, thì vì lọc máy lọc trên máy tính ấy, cho nên là cứ có số điện thoại thì nó mới gọi là lọc được đơn, không có số điện thoại là nó ẩn luôn đơn các chị yêu, không có đơn đâu ạ. Đấy, mã H2 em qua mẫu này. Hôm nay các chị hỏi Loan ơi tối nay có bán áo len không? Bán luôn và ngay ấy chị ạ. Còn gì rẻ nốt để em dọn kho luôn các chị nhá. Chị Lệ Quyên thì ok. Quần gì? À đây, quần Quy đây. Quần Quy này xin phép các bác, ngày hôm nay em chốt cả đôi một, không bán một cái nhá. Được chưa, em bán rẻ nốt. Nó sẽ có là cái quần là quần thần thánh như mọi khi em hay bán ý. Em bán rẻ nhất cho các chị là 100.000. Ngày hôm nay em tặng các chị nốt 89.000.
Đấy chị ạ, giá trị ân nốt cách yêu nhá. Quần này quần tuần thánh và em bán quanh năm thực sự luôn, nhưng mà đúng một buổi ngày hôm nay em xin phép là em không còn gì nữa rồi, không còn hàng nữa rồi các bác. Bây giờ còn gì bán đấy thôi, đấy cứ nhúc nhắc như thế thôi ạ. Bây giờ chỉ còn đủ size là SML và XL hết đúng không? XL em hết sạch, có size các chị dưới 60 cân thôi, các chị từ 45 cân đến 60 cân đổ với em chốt đơn. Mã này các chị yêu coi là Q1 kèm số điện thoại. Đấy chị ạ, Q1 và kèm số điện thoại cho em ạ, từ size S cho đến size X, à quên, đến size M, à size L các chị nhá, SML 45 đến tầm 60 cân. Bây giờ em hết size của trên 60 cân rồi. Đấy các chị lên đơn là quần Q1 cho em ạ, 90.000 đồng một quần. Các chị nhá, 90.000. Đẹp chưa? Quần này quần tuần thánh, quần baggy cho em. Quần dáng baggy cho em mã quần là Q1 nhanh tay nhá. Em bán cả đôi em không bán một cái đâu. Đấy, được chưa ạ? Tại vì là quần này em thấy luôn khách hàng em ít khi các chị mua một cái lắm. Đã mua cả đôi hoặc là mua 4 5 chiếc một cơ. Đấy, chị nào lấy hai cái thì em cho các chị hai hình ngẫu nhiên nhá, giao hai hình ngẫu nhiên cho các chị luôn này. Em đúng không? Rồi Q1 giúp em với. Xem cái áo no war đằng sau á, tí nữa chị ơi. Rồi Q1 giúp em với, chị Phan Thị Năm có ly xôi, có tuyết bá rồi, ok em chốt đơn. Hai quần sẽ có hai hình khác nhau. Được chưa ạ? Quần này em bán rất là nhiều, số lượng của nó phải đến đầu vạn mấy vạn quần rồi, từ năm ngoái năm nay rồi. Đấy chị ạ, và mỗi hình, mỗi lần về hàng là nó sẽ có hình khác nhau, chứ không có hình nào giống hình nào. Chị ơi, 65 cân thì hiện tại em đang hết nhá chị nhá. Không còn size của 65 cân, bây giờ nha em chỉ còn size các chị dưới 60 cân thôi, SML size dưới 60 cân. Tuyết bá có, Trương Thị Thương rồi, ok. Quần lửng em hết sạch rồi, không còn cái nào. Rồi Q1 giúp em với, để chạm ngang Nguyễn có này, Trương Thị Thương có rồi nhá, 90.000. Bây giờ là còn gì bán đấy thôi, còn size nào bán size đấy thôi, chưa về bù được hàng các bác ơi. Để chạm chưa về bù được, chị Yến Vũ có chất u mì chị nhá, chất u mì co giãn 4 chiều không cắn chỉ, những chị nào đã mua quần này như em rồi các chị biết đúng không? Chất lừ luôn, giá xỉ ngoại trường người ta xỉ 120-130.000. Đấy, bán lẻ ra 150-160-170.000 tùy shop các chị yêu nhá. Bây giờ em tặng các chị nốt con quần này 90.000. Được chưa ạ? 90.000 đồng, quần dáng baggy cho em. Được chưa ạ? Quần dáng baggy, quần này em gọi quần thần thánh tại vì nó che khuyết điểm rất là tốt. Chị nào bụng to, mông to các chị mặc cái này sướng này. Mỗi tội là em hết XL thôi, em còn size từ là SML 45 cân đổ lên nhá. Cứ từ 45 cân đến tầm khoảng là 60 cân đổ về em chút đơn. Đây các chị nhìn cho em tất cả những cái hình nó khác nhau như này. 4 hình đúng không? 4 hay 5 hình vậy. 4 hay 5 hình gì đấy cho em, 8 5 phân các chị này, gen bụng rất là tốt luôn, chị nào bụng to bụng béo mà không bị lộ bụng các chị nhá. Rồi Q1 em qua mẫu này 61 cân nhưng tùy chiều cao nữa chị ơi. Thì chạy 60 61 cân các chị tùy chiều cao. Q1 và kèm số điện thoại cho em. Các chị có thích áo phao không nào? Ngày hôm nay cho các chị một áo phao này rẻ nốt nhá, phao siêu nhẹ. Quần rất đẹp lắm, có chị khách thì em mua đến 30 cái quần một người ấy. Các chị tin không? Có nghĩa là cứ một người mua xong lại các chị cùng cơ quan, cùng công ty thấy đẹp lại mua, xong là một chị có thể là mua đến 20, 30 quần hết các hình khác nhau. Tại vì chị bảo là Loan ơi mặc quần này sướng, mặc đi làm nó thoải mái lắm em mẹ. Chị không thích mặc ôm sát ấy, thì chị mặc cái quần chất bu mì đấy, hàng của nó là dáng baggy, nó thụng thụng mới mặc sướng. Quần được ạ, chị Hà Giang. Nguyễn Linh H2 hồng đỏ, hồng em không còn size M đâu nhá, hồng chỉ còn size L thôi. Để chạm Q1 Ngọc Anh Trần rồi, ok. Con tay bé mà chị nguyên XL cho em rồi. Tay bé nó không còn màu đâu. Thôi, chăm cái tay kia nó treo được cái gì cả. Khổ thế, thế lại. Chả biết bây giờ nó còn cái tay gì. Bây giờ từ áo phao cho em, phao siêu nhẹ nha các bác. Phao siêu nhẹ vào vụ các chị cũng mua 4-500 nhẹ nhàng. Thế chạy vào vụ 4-500.000 nhẹ nhàng giúp em các chị này. Các chị nhìn màu này. Được chưa? Các chị cố gắng chọn cho em cái size mình vừa nhá. Được chưa? Chọn màu, chọn size mình vừa giúp em thôi. Các chị comment là áo phao và kèm theo số điện thoại. Quần em mặc á, quần em mặc là 200. Quần này là quần bò hàng xuất khẩu. Đây các chị nhìn cho em áo phao siêu nhẹ này. Ngày hôm nay xin phép là cái gì cũng rẻ nốt cho các chị. Được chưa? Áo phao này có size cho các chị đến bao nhiêu cân nhỉ? Từ khoảng là 44-45 cân. Từ 45 cân đổ lên ạ, à, cho đến tầm khoảng là 70 cân đổ về. Có size 2XL hay 3XL gì đúng không? Có size 70 cân, dưới 70 cân cho em. Các chị yêu lên đơn chỉ là áo phao và kèm số điện thoại. Giá đầu 1 luôn. 145.000. Trời ơi, áo phao đấy các bác. Để chạy trong vụ các chị mua nhẹ nhàng cũng 450 một cái. Có chỗ bán 600.000, có chỗ 550. Những cái dòng phao siêu nhẹ cho em hàng gọi là cực kỳ là chất luôn như này. Mà giá gọi là chốt giá đẹp các chị nhá, mặc rất là nhẹ luôn, ấm
quan trọng là nó cản gió rất là tốt luôn. Toàn bộ hàng này hàng công ty cho em. Các chị lên đơn là mã gì ạ? Áo phao kèm số điện thoại. Em mặc là hồng sen, các chị nhá, hồng sen giúp em là các chị này. Hồng sen em giơ lại bảng màu nhá. Áo phao em mặc màu là hồng sen, chị Hoàng Thu ơi, hồng sen này. Còn đây là hồng phấn cho em. Đa số là còn từ size 1X trở lên, các chị yêu ơi, size L gần như hết. Mã này đánh từ size L đi lên các chị nhá. Khóa là khóa hợp lệ cho em. Đây là màu hồng hồng phấn này. Đây là màu xanh bạc hà các bác này, màu xanh bạc hà cho em. Đấy, bảng màu giúp em như thế này. Màu này là màu đỏ đậm này các chị này, màu đỏ đậm cho em. Đấy, màu này là màu màu này là màu gì chị nhỉ? Màu khoai môn đúng không? Màu này màu khoai môn cho em ạ, màu khoai môn này. Màu xanh than này. Màu xanh than cho em này. Đấy chị ạ, màu đen này. Chị ơi em bảo chị lấy cho em cái cây mà là cây cây di chuyển ấy. Đưa đây cho em để em treo cái màu áo lên khác. Cầm ấy hết cả tay. Màu đỏ tươi của nhiều màu quá các chị ơi. 145.000 một áo đúng không? 145 cho em. 145.000 đồng. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em mà áo phao giúp em các chị nhá. Có size dưới 70 cân. Đấy chứ ạ, áo phao toàn bộ dòng siêu nhẹ. Toàn bộ là dòng phao siêu nhẹ cho em ạ. Áo phao lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em mặc xuống. Nói chung là mùa đông chỉ thích mặc những cái dòng nó nhẹ nhàng cái này nhưng mà cực kỳ là ấm nhá các chị nhá. Nhẹ nhưng ấm. Nhẹ nhưng ấm luôn. Những cái dòng này là dòng kiểu phổ thông, không bao giờ lỗi mốt. Không bao giờ có lỗi mốt luôn. Đấy chị ạ, Minh Vũ rồi ok em chốt đơn ạ. Áo phao kèm số điện thoại ngày mai chọn màu chọn size vừa nhá. Sale 145.000. Ở Sài Gòn giờ thì em chịu chết rồi chị ơi. Sài Gòn cho không thủ được. Đấy, treo em cái nào. Đây các chị nhìn xem màu này. Màu của áo cho em nhá các chị nhá. Áo phao và kèm số điện thoại cho em 145.000. Các chị nhớ để lại số điện thoại cho em có đơn. Ngày mai các chị chọn size vừa. Đấy chị ạ, ngày mai các chị mình chọn size vừa giúp em. Có nhiều màu lắm luôn ý. Đấy các chị hoan hỉ cho em, cố gắng cho em để chọn cho em cái màu mình thích nhá. Thiếu màu đấy. Thiếu đỏ đô nữa. Đỏ đô này. Màu gì đấy nhỉ? Xanh bạc hà này không biết là nó còn size gì không ấy, ở trong kia này. Mũ tháo rời được ra cho em các chị nhá. Đấy chạm mũ tháo rời được ra cho em ạ, 145.000. Gọi là bung lụa hết cho các bác. Định cái này là em định để vào vụ em mới bán đấy. Nhưng mà bây giờ em chẳng còn gì ở bán nữa rồi. Để chạy không nhập được hàng, bây giờ còn cái gì bỏ ra bán thôi các chị ơi. Áo dài, áo có áo dài tay không Loan, chị đang hỏi cái gì dài tay. Áo thu đông đúng không? Có áo thu đông về nhưng mà hiện tại nó chưa về nhà em. Đây là màu xanh bạc hà các bác này. Xanh bạc hà cho em 145.000, nó còn không bằng cái áo phông đúng không? Bây giờ mua các chị mua không bằng tiền cái áo phông luôn. Đấy. Giá gọi là tri ân nốt các bác luôn. Một này màu xanh của nó là xanh bạc hà cho em các chị nhá, xanh bạc hà này. Còn size các chị đến tầm khoảng là 68-70 cân. Các chị ạ, còn size 68-70 cân nó là dòng phao siêu nhẹ cho em, hàng đẹp các chị nhìn cho em được cái khóa này các chị này. Nó không phải là hàng kiểu may gia công đâu. Đấy, mà giá tiền gọi là hỗ trợ các chị luôn. Áo thu đông có đang chuẩn bị về hàng nhưng mà hiện tại bây giờ hàng nó về chậm lắm. Tại vì tất cả các tỉnh đều có chốt. Đều có chốt để kiểm dịch ý. Cho nên là hàng về có lẽ là chậm 2 ngày so với ngày thường. So với mọi khi 2 ngày, 4 ngày. 2 đến 4 ngày. Đấy chứ ạ, nhanh là 2 ngày. Không, so với lại xe tải thì nó làm gì. Bây giờ là xe chuyển phát thì người ta sẽ làm qua từng chốt một trong xếp hàng. Đấy, phải có xe gọi là xe luồng xanh với lại xe ưu tiên mới được vào. Chứ còn không phải là bây giờ có kể cả dây xét nghiệm âm tính cũng không được vào tỉnh luôn ý. Đấy. Áo phao dáng dành hiện tại em chưa về. Để cho chị một cái hôm nào gửi được thì lấy rồi. Các chị cứ để lại số điện thoại đi, có gì thì các chị báo nhân viên nhá. Nếu mà chị nào mà chưa lấy được luôn các chị chuyển khoản để em giữ hàng cho ạ. Chị Hàng Nguyễn Thị có này. Mã này các chị lên là áo phao cho em và kèm số điện thoại cho em 145.000 đúng không? 145.000. Bây giờ các chị mua rẻ bèo đúng không? Mà chất nó đẹp cái này luôn chứ không phải là cái chất linh tinh như các chị đâu. Hàng này em định về là em định xác định là em để vào vụ em mới bán cơ. Đấy, nhưng mà hàng về hiện tại là không về được hàng. Bây giờ là thôi bỏ ra bán nốt cho các chị nhá. Áo chip lúc chưa chị em có size 34 thôi. Em chỉ còn size 34, đây là màu đỏ đô cho em này. Đỏ đô cho em mặc nhẹ nhàng lắm. Kể cả chị mặc gọi là về các chị mặc đi chợ đi mua cũng được. Tại vì cái giá thành như này các chị mua còn rẻ hơn cái áo phông. Đấy chị ạ, rẻ hơn cái áo phông luôn. Các chị ơi, màu đỏ đô cho em này. Đỏ đô cho em nhá, hình như đỏ đô này chỉ còn từ size 1X đi lên. Nó không còn size nhỏ nữa sao ấy. Từ khoảng là 54-55 cân đổ lên. Đấy. Hầu như là tất cả các mẫu chỉ còn size từ 54-55 cân đổ lên. Còn cái màu hồng sen ấy thì nó còn size bé. Hồng sen thì nó còn size bé lên, màu đỏ tươi này. Các chị nhìn bảng màu cho em, đây đỏ tươi, còn đây là đỏ đô nhá. Còn có màu đỏ đậm nữa. Có 3 cái màu đỏ cơ ạ. 3 loại màu đỏ.
áo phao cho em 145.000. Các chế mình lên đơn và kèm số điện thoại cho em. Bây giờ nó cũng không còn nhiều đúng không? Đến hơn 100 cái nhỉ? Còn khoảng được hơn 100 áo đâu, không được đúng không? Trông nó cồng kềnh thôi, không được hơn 100 áo. Chỗ này được mấy gái trông được mấy chục gái. Các chị biết không, áo phao này hôm vô rồi em về một chuyến là em phải về bù gấp ý. Tại vì là trong vụ không nhập được giá này. Em bán cái giá này thì lúc vào vụ em chả nhập được. Đấy chứ ạ, vào vụ ở em thấy cửa hàng bán lẻ người ta bán bèo nhẹo 450 một áo. Nha các chị nhá. Áo phông chị đang mặc bao nhiêu? Áo phông chị mặc 135.000 đấy các chị không ạ? Một con áo phạm 145.000, một cái áo phông cũng 135.000, đấy là nhà em bán rẻ. Đấy chứ ạ. Đơn chiều nay chưa chốt xong. Đơn chiều nay chưa chốt xong đấy các chị nhìn cho em màu đỏ tươi này. Màu đỏ tươi cho em ạ, xanh than thì nó chỉ còn size từ size 1X đi lên thôi. Lên màu xanh than cho em, chị yêu, suốt xanh than các chị lên ạ. Hai, trần cả mặt trong, trần cả mặt ngoài cho em nhá các chị yêu. Trần cả mặt trong, trần cả mặt ngoài. Em nhớ là năm ngoái cái hàng này sale đã 200 mấy đúng không? Nhờ, sale đã 250, 250 rồi. Đấy là giá sale nhá. Còn bây giờ còn chưa vào vụ luôn, em tặng các chị giá là 145.000. Có ai bán giá này không ạ các chị? Ôi, bây giờ chả biết làm thế nào, dịch dã như thế này. Chả có xe, chả có hàng. Len Nhung đợi chị một tí em ơi. Đấy chạm Hoàng Dương rồi, ok. Bây giờ chị lấy cái tờ giấy cho em nhá. Chị ghi tất cả các bảng màu cho em với. Không có mai chúng nó lại sai màu, lấy sai màu cho khách. Ví dụ như màu xanh than, màu xanh xanh dương kìa. À màu xanh xanh bạc hà thì không nói. Nhiều ba cái màu đỏ chị ghi cho em thôi. Đấy, màu hồng sen này, màu hồng hồng phấn này, màu khoai môn này, màu đỏ tươi, đỏ đậm, đỏ đô này đấy. Những cái màu như thế là chị phải ghi ra, có làm bọn nó nhặt nhầm hàng cho khách, nhặt nhầm màu ấy. Sợ lại kiểu lệch pha, khách nói một đằng lại lại khách nhân viên lại hiểu sang màu đẻo ấy. Chị Lê Lê rồi ok. Đỏ đậm, đỏ cho em màu đen áo phao ok, 145.000 các bác cứ chốt. Thực sự luôn ấy, chẳng ai bán tầm này là bán rẻ nhất rồi các bác nhá, 145.000. Các chế mình lên đơn và kèm số điện thoại cho em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 màu. 9 màu các bác nhé, 9 màu cho em. Số lượng còn ít đúng không? Để chạy, số lượng còn ít, 145.000 đồng một áo. Để chạy, khách buôn mà chẳng nhập được giá này. Em mới thật luôn, khách buôn không nhập được giá này luôn. 145.000. Đỏ đậm màu này đúng không? Không, đỏ đậm là màu, đỏ đô là màu này này. Đỏ đô này. Đây là đỏ đô này. Đây là đỏ tươi này, đây là đỏ đậm này. Đỏ đậm đây. Đây đỏ đậm đây. Đậm này, đô này, tươi này. Màu sen này, màu xanh than này, màu đen này, màu hồng phấn này, màu khoai môn này, màu xanh bạc hà. Đấy, tất cả là có 9 màu sao ấy. Có 9 màu luôn các chị nhá. Áo phao cho em. Đẹp lắm. Chất tôi xuống. Rồi, em xin phép em qua em qua áo len nhá. Bây giờ len nhung còn cái gì là em bán nốt. Đấy chứ ạ, để em chuẩn bị em nghỉ dịch. Còn tất cả những cái hàng hoa cúc thì em vừa mới về hàng xong. Nhưng mà giá thì em vẫn bán các chị là rẻ hơn giá ở trong vụ. Đấy chứ ạ, vẫn bán rẻ hơn các chị giá ở trong vụ luôn. Màu than á, màu than từ size 1X trở lên ạ. 1X các chị yêu từ khoảng 53-54 cân đổ lên nhá. Cái mã này đánh size từ size L đi lên ý, áo phao ý. Áo phao từ size L đến size 3XL ạ. Đấy, bọn em phải ghi rõ những cái màu đây này. Nếu các chị đọc màu nào thì em sẽ gửi màu đấy, chứ không có chuyện là sai màu được. Đấy, trên line em đọc màu nào thì em sẽ đánh từng màu như thế này luôn, chứ không có chuyện nhầm được các bác nhé. Đây hồng sen này, bọn em ghi rõ từng màu một cái đây này. Đấy, chị nào mà đến nơi mà nhầm màu là em chịu luôn đấy. Đấy, em ghi rõ như thế này luôn nhé. Đỏ đô này, đây màu đen các chị này, màu đen này. Xanh than đây, xanh than cho em nhá. Đây là hồng phấn ạ, đây là màu hồng phấn các chị này. Màu hồng khoai môn. Đấy chạm màu hồng khoai môn đấy các bác này. Ghi rõ từng màu một luôn cho đỡ bị nhầm màu. Đây là đỏ đậm này. Ngày mai nhân viên nó cứ theo những cái bảng màu này các bác ấy, chốt. Đây là màu xanh bạc hà. Đấy chạm xanh bạc hà cho em. Đây là màu đỏ tươi. Đấy chạm không thể nào nhầm lẫn màu được các chị nhá. Đấy đã ghi rõ từng màu rồi ạ. Rồi em qua mẫu này. Áo chị mặc mã bao nhiêu? Áo nào em? Rồi đến trần này, chị Linh bảo rồi ok. Bây giờ xin phép là một mã len nhung này. Một mã len nhung này em cho các chị đi luôn này. Đây, mỗi màu nó còn số lượng ít các chị nhá. Mã
này lên mã hát bao nhiêu chị ơi? Các chị nhìn lên trong kia còn tí nào không? Trong kia còn tí nào không? Cái mẫu kể kể trắng này này. Còn hai chiếc mang ở đây. Đây, len thì em toàn len nhung, len pha lê với len lông thôi. Chủ hàng giao hàng cho em ở Loan ơi, sao về em bán rẻ thế này vào vụ em nhập làm sao được. Nhưng mà thôi kệ, được chưa ạ? Nước chảy thì bèo trôi, được chưa ạ? Đến đâu hay đến đấy các chị nhá. Đấy, về sau nhập đắt hơn thì bán đắt hơn một tí cũng được. Mình nhập đắt thì mình bán cao hơn, còn mình nhập rẻ thì thôi mình bán cho các chị cái đốt. Nhưng cái mã tất cả những cái áo len thì hôm nay xin phép các chị là áo chị có màu hồng á. Cái gì màu hồng? Áo vừa mặc xong là áo áo gì nhỉ? H2. Mã này lên mã H bao nhiêu đây? H3 cho em áo len. Đấy chứ ạ, hàng trong vụ cũng 280.000 một áo. Hàng trong vụ cũng 280.000. Áo em mà không có chữ áo Prime mà không có hàng đâu ạ, hết rồi. Mã này là mã H3 đúng không? H3 và kèm số điện thoại em còn đúng. Tổng cả nhà em còn đúng 5 cái. Đấy chứ ạ, 150.000 một áo. Các chị nhá, hàng đẹp các chị ơi. Đấy chứ ạ, toàn bộ con này là len của nó là len. Đây là len lông đúng không? Len lông 150.000. Đấy chứ ạ, mã này các chị yêu lên là mã H3 kèm theo số điện thoại của em với 150.000 các chị nhá, còn đúng 5 chiếc thôi hết hàng các chị này. Đấy sau các chị muốn mua thêm mã này cũng không có đâu, kể khách xỉ khách mua cũng thế, 150.000 một áo. Đấy chứ ạ, tại vì giá nhập vào mình không nhập được giá này đâu, bây giờ còn cái gì thì bán cái đấy thôi. Còn gì bán đấy các bác này. Đấy chứ ạ, 150.000 một áo ạ, các chị lên đơn hàng cho em ạ, bằng một con áo phông, nhiều khi còn rẻ hơn đúng không? Cái áo phông có cổ mà đợt những cái hàng phông mà pha viền kẻ Burberry ấy. Trong vụ nhé, mà 180 đúng không? Mà cái áo len bây giờ bắt đầu mới vào vụ thôi. Đấy chứ ạ, mà em tặng các chị có 150.000. Các chị nhắc 150.000, còn đúng 5 chiếc. Các chị nào nhanh tay có đơn ạ. Mã này là mã H3 đúng không? Dưới 65 cân đổ về em chốt, và các chị tầm 45 cân. Len mông tư duy thì em có. Bây giờ bắt đầu nhé, em mới về len mà. Mà bây giờ là mã này là còn chốt của cái mã like hôm trước thôi, thì em bán rẻ nốt nhá. Còn mã sau về không có giá này đâu các bác. Đấy chứ ạ, 150.000. Cái gì bây giờ em dọn đấy, bây giờ mỗi mẫu nó còn lẻ có vài chiếc thôi. Mã này H3 hả? Chiều nay chị dọn hết. Chiều nay dọn hết đúng không? Cũng không còn nhiều. Còn tí ti. Còn tí ti nhỉ? Tí ti. Để xem 140. 140 H3. Để xem anh Chiến có này. Len nhung H3, chị ơi hàng len thì không có sai đâu nhá. Chị Hoàng Dương có này. Nguyễn 6 chốt đơn ạ. À. Đây các chị này. À có 6 cái đúng không? Không phải 5 cái mà 6 cái. Không phải còn 5 cái mà 6 cái. Hoàng Thị Dung có này, Nguyễn 6 có đơn ạ. Mã H3 cho em, chất hàng nhận được. Các chị yêu nhận hàng, bốc hàng kiểm tra cho em. Những chị nào đã nhận được len thì em rồi cho em xin một cái phản hồi. Để chạy cho em xin một cái phản hồi với các chị này. Chất len em bao đẹp luôn các chị nhá. 150.000 một áo. Các chế lên đơn cho em một kèm số điện thoại. Những cái kiểu len này các chị mặc trông có rất là trẻ trung. Để chạy chị Thu Hoàng có ạ, chị Linh Hương rồi, ok hết hàng này. Hết hàng hết nhá, mai hỏi cũng còn đâu các bác. Còn có 3-4 cái này. Mã này là H4 cho em. Cái chạm H4 kèm số điện thoại cho em len nhung. Em tặng các chị nốt là 140.000. 140. Cái chạm len nhung cho em màu rêu. Len nhung màu rêu ạ. Mã này các chị yêu comment cho là H4 ạ. Đấy có mấy chị hỏi em ơi còn len nhung mà cổ tròn cổ thấp không. Đây này, cái này còn có mấy chiếc thôi. H4 mà kèm số điện thoại cho em 140.000 nốt các bác ơi, còn có 4 cái màu rêu. Được chưa ạ? Còn có 4 chiếc màu rêu, các chị tầm khoảng là dưới 62 cân đổ về em chốt đơn, 40 cân đến 62 cân. Được chưa ạ? H4 ạ, đúng không? H4 này. Chất đẹp lắm. Em thề luôn là nhiều chị muốn mua lắm nhưng mà đang ở vùng dịch các chị không mua được thôi. Đấy nhưng chỗ nào mà các chị vẫn mua được, vẫn ship được các chị nên lấy, tại vì là chất này vào vụ thì đắt lắm. Hàng len nhung chứ không phải hàng len mà hàng len xưởng đâu, các chị yêu yên tâm. Đấy chứ ạ, H4 cho em còn đúng 4 chiếc này, hết hàng rồi. Đấy chứ ạ. À, cho mình, chỗ mình giờ không đi mua được, đẹp mà không mua được đấy. Các chị thấy không ạ? Không có xe, bọn em hàng về còn không có xe hàng mà về thế này. Đấy chứ ạ, đợi. Đợi chờ. Bây giờ là còn cái gì tranh thủ là bán rẻ nốt cho các chị thôi. Cái này có 140. Đấy các chị thấy không ạ? Bây giờ lúc mà trong vụ các chị mua cái áo phông, nhưng bây giờ là hẳn một cái áo len nhung như này. Đấy chị ạ, trong vụ cũng bèo nhèo cũng 240 với 250. Đấy, chị Hoàng Hương có này, chị nào có đơn các chị lấy tổ đơn còn đúng 4 chiếc ạ. Chị Hoàng Yến rồi ok, chất đơn, chất len nó phê, nó mềm các chị nhá, chứ không phải chất len mà ráo ráo mà các chị mặc xong là nó không có độ đàn hồi lại trở lại đâu, mặc nó ráo. Đấy, áo
áo khoác xanh dê 48 cân, nó làm gì có áo khoác màu xanh dê của chị Hoài Thu ơi. Chị bé pin ok cho luôn H4 nhá. Chị Hoàng Yến có rồi ạ, H4 cho em kèm số điện thoại này. Nguyễn Kiều Anh có H3, BH4 còn một chiếc nữa, chị nào lấy lên đơn luôn cho em. Cổ nữa, cổ tròn. Hả? Hết nhá, còn đúng 4 chiếc thôi. Chất len phê đét luôn, cho các chị xem gần cái chất của nó này. Em thật là chất đẹp cho các chị xem gần thoải mái, em còn mặc lên cho các chị xem form. Nhưng mà những cái hàng rẻ các chị ơi, mặc lên nha, nó dão xong là nó dão như này, xong nó không có độ co lại đâu, nó vẫn cứ để cái trạng thái như thế luôn. Đấy, hết này, H4 xin phép là dừng chốt nhá. Cherry này em còn cả màu hồng với màu rêu. Được chưa? Có cả hồng với rêu cho em ạ. Len nhung tiếp theo. Mã này các chế lên trên là H5 đúng không? Tôi H4 thôi nhá. Chị nào không chốt được H4 chuyển sang H5 cho em, cũng là chất len nhung. H5 cho em có rêu với hồng. Được chưa? Len nhung có rêu với hồng. Các chị nhớ là chất len nhung nhá, chứ không phải hàng len xưởng, hàng len rẻ đâu mà chất nó dạo dạo đâu. Để cho các chị nhìn form nó đẹp như thế này cơ mà. Các chị yêu lên trả mã gì ạ? H mấy đây? H5 và kèm số điện thoại. Chị ơi giá này là xỉ lẻ bằng nhau rồi. Các chị nghĩ sao mà bây giờ em bán 140 là các chị bảo là em bán được lãi lờ gì đâu đúng không? Các chị khách, nếu mà khách chị đi buôn các chị biết, cái hàng len nhung mà nhập vào không bao giờ có dưới 200.000. Để chạy chỗ nào giao rẻ nhất là 185-190.000. Mà bây giờ em tặng các chị có giá 140, các chị bảo làm sao em được lãi các chị những cái mã hàng như này nữa các chị. Chẳng qua là những cái hàng này là vét ho thôi, nó còn lẻ ít màu thôi ạ, nó còn lẻ màu ấy. Cho này em tặng các chị giá này là giá sale tặng rồi các chị yêu nhá, thì không có lãi đâu. Đấy, nếu mà chị đã là khách buôn chị biết, chị đi buôn chị biết. Thì các chị nhìn chất đẹp hay chất xấu, các chị nhìn mặc lên form các chị biết ngay. Để chạy những cái chất hàng rẻ các chị ơi, không bao giờ nó trở về được cái trạng thái mà khi mà nó bị dão ra nó không co lại. Để chạy nó cứ bị dão như thế. Đây này, hôm nay nhân viên em phân hết màu. Bây giờ nó còn cái mẫu gì là em bán ngày hôm nay là vét nốt đó các chị yêu. Các chị chọn luôn màu em rồi. Đây màu hồng cái này còn có 3 chiếc màu hồng nữa, không còn nhiều, còn đây là còn màu rêu các chị nhá. Để chạy hồng mới rêu cho em. Chị Nguyễn Dung có hồng này, quý cô tuổi dần có này. Nguyễn Kiều Anh rồi, ok em chốt đơn ạ. H5 mà kèm số điện thoại cho em ạ. Không còn, còn đúng 3 chiếc rồi nhá các chị nhá. Không có nhiều. Đỏ còn một chiếc các chị này. Đỏ của nó là đỏ tươi các chị nhá. Đỏ tươi em còn đúng một cái. H5 mà kèm số điện thoại cho em. Màu hồng em còn đúng 3 chiếc và chị nào ngày mai được thì hoan hỉ, còn chị nào không được thì cũng ok cho em, đừng bảo em câu like câu view mã này nhá các chị nhá. Tại vì là không còn hàng đâu. Đấy cứ bảo là nó lên like nó bán nó câu view chứ có thấy nó chốt đơn đâu, nhưng mà thực tế là nó, ví dụ như em còn 3 chiếc thì có 5 chị chốt chắc chắn là 2 chị không được rồi. Đấy có nhiều chị ngày hôm có một chị hôm nay bảo là nó lên like được câu view chứ làm gì nó có chốt đơn đâu. Đấy, chị nói công như thế là lý do là em bị hết hàng, em không gọi điện chốt đơn cho các chị được. Đây màu rêu cho em. Hàng đẹp thì hàng ai cũng muốn mua, thì khi mà xả rẻ thì chị nào cũng muốn mua. Được chưa? Có 10 cái 20 chị chốt thì lấy đâu ra hàng ạ. Đây màu rêu cho em này, chị nào lấy màu rêu các chị lên đơn. Nói chung là những cái tông màu này dễ mặc lắm. Chất len nó mịn màng như này luôn mà có 140.000, rẻ hơn áo phông. Được chưa? Rẻ hơn áo phông. Màu rêu cho em này, 140. Đấy chứ ạ. Cái này không cần lãi mà chỉ gọi là lãi lại gốc và lỗ vốn luôn đấy mã này. Lãi mã trước rồi, khi mà nó có đủ màu ấy thì em được lãi rồi. Bây giờ nếu còn lẻ màu xin phép các chị là lỗ một chút cũng không sao. Đấy chứ ạ, lỗ một chút không sao, tại vì là em bán số lượng nhiều. Lỗ 10.000, 20.000 không sao cả. Đấy chứ ạ. Cái này em không bớt được xỉ đâu các chị yêu nhá, xỉ lại bằng nhau. Màu rêu các chị này. Bây giờ là em hết màu hồng rồi, bây giờ còn màu rêu thôi. Chị nào lấy màu rêu các chị lên đơn. Mã này là mã H5 màu rêu ạ. H5 màu rêu và kèm số điện thoại cho em. 140.000 à. Chị ơi các chị tầm 62 cân đổ về. Để chạm dưới 62 cân em chốt đơn. Len nó mịn như này luôn. Cái chữ này nó hơi là chữ nổ một chút là. Cái phần này là phần theo cho em. Cái hình bên dưới là hình theo cho em ạ. Cho em xin cốc nước với chị. Xem đã mắt luôn các chị ạ. Thật sự. Em cũng mang bình nước ở đây à? Em lọc bình nước em chưa mang ở đây. Áo đá em hết rồi tình yêu ơi. Được chưa? Rồi áo đẹp mà chị cũng nhận hàng đấy. Nước lọc hay là trà thảo mộc? Cái gì cũng được. Quần bò đang mặc 200 chị ơi.
Đúng rồi, nếu mà chất mà không đẹp thì em thật sự em không bao giờ em cho các chị xem hàng trước đâu. Các chị mua ở đâu cũng thế. Nói chung là người ta bảo là đa số những cái chỗ mà cho kiểm hàng là những cái chỗ có thể tin tưởng được. Đúng không ạ? Nói chung bây giờ chẳng ai lừa được ai. Các chị nhận hàng đẹp mình lấy, chất đẹp như quảng cáo trên line mình lấy, form đẹp mình lấy. Đấy, chứ không phải là nhiều khi các chị cứ bảo là áo lên hơn 100.000 thì không biết là chất nó như thế nào, chắc chắn nó xấu đúng không? Nhưng mà các chị yên tâm luôn, hàng trong vụ không dưới 200. Hàng trong vụ không dưới 200. Đấy, bây giờ còn màu rêu, chị nào lấy rêu các chị lên đơn nhá. Trần Thảo Nguyên ok, em không đọc được hết comment đâu, các chị cứ lên đơn cho em. Chạm 100 lông nhá. Len lông hàng 32 này các chị yêu. Được chưa? Len lông của nó hàng 320.000. Được chưa? Toàn hàng len xịn cho các chị. Chúc Mai cũng có ạ. Chị ơi len dài combo một tí em len sau chị ơi. Các chị nhìn cho em này, sợi len này. Phê tít luôn. Em thề luôn những cái mã hàng này chị nào mà nhận được các chị chê rất xấu, ý phép các chị em nó là em nghỉ bán hàng đấy, thật sự luôn. Các chị nhìn áo len này, cho các chị xem gần con len lông nhá. Nó bóng như thế này, nó đẹp như này luôn. Để chạm vào mặc nó không bị rộng. Mặc nó không bị rộng, các chị nhìn cho em này. Đẹp, form đẹp các chị nhá. Em còn nguyên màu đen thôi, chị nào lấy màu đen các chị lên đơn. Mã hàng kia là H6 á. H6 và kèm theo số điện thoại cho em. Mã H6 nhá. Đợi em tí. Đây này, các chị cầm nhìn cầm cho em một con áo này, nó đẹp như thế này mà các chị này, được chưa? Em sale tặng các chị nốt 150.000, được chưa? 150.000 đồng ngày hôm nay chị nào gọi là may mắn thì được, em thật đấy, không có hàng này nữa đâu, được chưa? Không có hàng này nữa đâu ở các bác ơi, 47 cân có vừa chị Đặng Thị Chín nhá. Quần Q3 tí em dơ mẫu rồi, tại vì là những cái mẫu đấy em có lên rồi. Hôm nay các chị dưới 65 cân em chốt đơn. Được chưa? Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng. Mã này các chị ơi lên cho là H6 ạ, len lông. Được chưa? Hàng 32, bây giờ em tặng các chị 150. Được chưa? 150.000 đồng. Trong vụ em nhập con này là 260. Được chưa? Trong vụ nhập con này 260.000. Nói sai em loan mất lộc bán hàng 4 năm nay liên các chị yêu nhá. Bây giờ là còn bằng này cái thôi. Hàng nhập sale. Đấy chứ, hàng nhập được sale ạ. À. Em tặng các chị nốt là 150.000 đồng một áo. Các chị ơi, tên đơn trên là H6 ạ. H6. Hoa Phạm ok, có H5 này, con này có chục cái nhỉ. Form đẹp luôn. Các chị ơi, vào vụ các chị mới gọi là những cái áo này nó phát huy tác dụng. Chứ còn bây giờ là có thể là nó chưa lạnh nên các chị chưa cần thiết đúng không ạ? Nhưng mà em thấy luôn, nếu mà để mà vào vụ các chị mua là không có giá đẹp. Các chị ơi, vào vụ mua không có giá đẹp. Các chị cái gì cũng thế. Đấy, mua kiểu trái vụ thì mình mua được hàng đẹp với săn được hàng rẻ. Được chưa? Chứ còn vào vụ các chị mua lúc đấy mới gọi là đi tìm áo. Gọi đi tìm áo để mua thì lúc đấy là nhập vào nó cao, cái gì cũng thế. Vào vụ thì ai cũng đi mua. Nhưng bây giờ là có thể là chưa cần thiết thì bảo ôi rồi, đến lúc nào rét thì mới đi mua thì lúc đấy không có rẻ. Đấy, chị Nguyễn Sáu rồi ok, thôi ok, còn chục cái các chị nhé. 150 ạ, 150 một áo, lên gọi là lên lông. Nhưng mà có này, áo nào cũng nguyên, cảm ơn chị áo tặng có đơn ạ, H6 cho em nhá, em không nhìn thấy comment luôn. Mai Anh có này, để chị Nguyễn Sáu có rồi nhá, H6 cho em ạ, 150 một áo. Cầm cái áo nó nặng tay luôn, chứ không phải là cầm cái áo mà nó nhẹ phèo các chị ơi, nhẹ phèo một cái chất len nó dão đâu. Nhận hàng các chị yêu cứ bóc hàng rồi kiểm tra, đấy là ưu tiên nhất có thể luôn nhá, bóc hàng kiểm tra hàng trên thoải mái. H6 cho em ạ, 150.000. Chị Nguyễn Thị Tâm comment lại mã số điện thoại cho em, mã hàng giúp em với. Comment như thế là không biết là chị chốt mã nào luôn ý. Sau ngày mai các chị quên là nhân viên em cũng không chốt được đơn. Đấy, quên mã không biết mình đặt mã nào. Là bó tay luôn đấy. Mã này hôm trước chị đặt thì chốt lại bảo hết rồi. Nó bị sót hàng ấy chị. Chiều nay dọn nó mới lòi ra. Chiều nay nhà em dọn cửa hàng nó mới còn sót một cọc này thôi, chứ hôm trước bị hết mà. Chứ không phải là em còn hàng mà em báo hết hàng. Trời ơi, có đứa nào lên live mà muốn bán hàng mà khách hỏi lại bảo hết đâu chị. Nó nhiều ấy, xong là nó ở để ở trong kho, bây giờ mới dọn, nhân viên thì em mới dọn ở trong kho ra, mới còn sót lại một cọc này thì em lên like luôn các chị nhá. Để chị H6 đúng không?
H6 chúc Mai Vũ lên số điện thoại cho em với. Được chưa ạ? 150 nữa thì Tâm Tâm rồi, ok em chốt đơn là H6 cho em này. Cầm kéo nó đầm tay nhận hàng, các bác cứ bóc hàng kiểm tra. Sờ lên nó mướt. Được chưa ạ? Sờ cái lên mà gọi nó gọi là nó mềm mịn luôn. Đấy. Mềm mịn hơn cả lông thỏ. À, quần bò size 43 cân và size S thôi chị Hoài Thu ơi. 43 cân và size S thôi. Đây các chị nhìn kỹ cho em mã H6 này. Chị nào người cao thì các chị kéo cho em như này nhá. Còn chị nào người thấp các chị gọi là làm cho em một cái bo bo gấu này. Dễ mặc lắm. H6 cho em. Rồi qua một mẫu nữa này các chị này. Ôi cái len xuống thề luôn, trong bụng đắt không nhập được. Đắt vào không nhập được hàng. Năm nay là người ta là dịch cho nên người ta xả sớm. Người ta gọi là chốt được giá đẹp. Được chưa? Cầm cái len này các chị này. Đã tay nhở. Được chưa? H6 cho em. Chị Bích Trâm Thái ok, Phạm Thị Nguyệt có, chị Mông Thị Dung rồi ok, chúc lên rồi. H6 ok, chúng điện thoại cho em. Ôi chị ơi, cầm cặp gì đây nhỉ? Cặp wow. Đây. Cặp đấy đẹp. Cái H7 nó có mấy màu đúng không nhỉ? 2 màu. 3 màu. Cái H7 nó có 3 màu các bác nhé. Quần bò là quần bò 1 chị ơi, quần bò 1 cho em. Mà nào đâu ở dự án trắng với áo đỏ kia, nó còn như còn có một cái thôi. 70.000 chị có lấy không đi Hồng Nhung. Em xem lúc 70.000 cái hạn này hàng Quảng Châu đấy. Đây các chị này, mã này là form to nhá, 50 cân đến 70 cân. Mã này là H7 cho em ạ, chị Nguyễn Vân có, chúc Mai Vũ có đơn ạ. Mã này là H7 và kèm số điện thoại ạ. Con này là nẻ kim sa, hàng đẹp. Chị ơi chị cứ bốc cho em ra đây thì không cần phải chọn đâu, còn cái gì bỏ cái đấy ra đâu. Bây giờ còn hàng bán là tốt lắm rồi ấy. Quần bò 200. Ôi các chị này. Chất len của nó gọi là hơi hơi nẻ kim sa cho em một chút. Được chưa? Những cái mã cổ lọ này ai cũng mặc được. Đây gì? Như cái này còn một cái sao nhỉ? Đây em có lấy nốt, chị để nốt cho em 70.000 để sell nốt này. Đây. Không, mang đây cho em. Cất đi làm gì? Linh Hồng Nhung có chốt mã này thì chị để riêng cho em 70.000 nhá. Có mày là áo 70k chị cũng được, size S. Dưới 55-56 cân. 57 cân mặc được, tại vì là hàng này hàng có giãn. Đấy Linh Hồng Nhung có chốt để comment cho chị là áo 70.000, chị ghi tên luôn em luôn, ngày mai chốt đơn nhá. Áo 70.000 chị này. Ờ, quần nỉ bo gấu á. Quần nỉ bo gấu sẽ có nhưng mà chắc là phải ngày mai mới lên được. Hàng quần thể thao hàng Quảng Châu được trong vụ nhập toàn 200 mấy nhưng vật sale em chỉ bán được các chị hơn 100.000. Mà hàng Quảng Châu xịn nhá, bán quanh năm luôn. Đấy. Mã áo này là mã H7 đúng không chị? Vậy. Rồi nhận được ba áo len nhung đẹp ưng cái bụng, em cảm ơn chị. Em thấy luôn, em cho các chị bóc xem hàng chắc chắn em phải lấy các chị hàng đẹp chứ không phải lấy hàng vớ vẩn cho các chị. Nếu để mà bóc hàng ra xem không được trả lại thì em không dạy gì mà em lấy cái hàng xấu để em bán cho các chị, để các chị bóc hàng ra xem mà các chị trả lại em mất cước đúng không? Mã này em sale lúc các chị là 140.000. Chị ơi tặng khách giá 140 đi. Em có màu rêu các chị này. Màu rêu cho em này, màu em mặc là màu vàng và màu của nó là màu xanh. Xanh này em gọi là màu xanh dương các chị nhá, màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh rêu và màu vàng, ba màu giúp em với. Không có cổ á? Xin lỗi, không có cổ, em đang nhập hàng thêm mà không được các chị. Quý cô tuổi dần, với lại nhà em bán cũng rẻ rồi, chứ không em có bán đắt cho các chị đâu mà phải lo. Em bán 140, người ta bán 190-200. Chứ có bán đắt cho các chị đâu mà xả với không xả. Bình thường đã rẻ hơn giá thị trường rồi. Đây các chị nhìn chất áo cho em nhá. Để chạm mã này các chị yêu lên cho em là mã gì ạ? H7 cho em. H7 màu rêu các chị này. H7 cho em màu rêu. H7 cho em màu xanh dương. Và H7 cho em màu vàng. Kèm số điện thoại cho em ạ. Giá 140 các chị nhá. 140 qua mẫu này. Rồi mã này em thật sự các chị là bán được thì bán, không bán được em để vào bên bán được. Tại vì là những cái hàng len này đã vào vụ đâu mà lo. Có phải cuối vụ đâu các chị. Đúng không ạ? Bây giờ len chả có cái gì thì cứ len vậy thôi. Hết hàng bán rồi chả còn biết bán cái gì nữa.
quân nỉ bao gấu chưa có hàng về em ơi. Đây, cái này còn đúng 5 cái. Còn đúng 5 cái, một rêu. Con này các chị lâu lên cho là hát mấy á, hát 8 đúng không? Hát 8 trên một rêu. Lên cổ tim á. Lên cổ tim là cái gì? Là lên lên mỏng hay lên dày chị? Là lên mỏng hay lên dày à chị ơi? Có, nhưng mà phải tìm nữa, không biết là em để chỗ nào ấy. Chị tìm xem thấy len của tim không? Len mỏng hay dày? Len của nó là len mỏng đúng không? Len kiểu chất mông tơ ghi ấy. Có cả len mông tơ ghi với cả hàng len dày của tim. Mã này là hát bao nhiêu nhỉ? Rõ chị là áo vẫn còn mà mình đặt lại không thấy gọi. Chị đặt lúc nào chị Bảo Bình? Trời ơi chị yêu ơi, sao thế nhỉ? Em còn mong có đơn hàng mà bán đây các chị này, chứ không phải là em bán em kêu mà các chị chút đơn em không gọi đâu. Có thể là các chị comment nó bị sai một số chẳng hạn này, mà fan cứng như em thì không thể nào mà sai số được. Đấy. Hoặc là nó bị sót đơn ý, bị lọc comment nó bị sót. Ví dụ như máy tính thì ra nó như kiểu nó không nhận đơn hay nó bị lỗi một cái lỗi nào đấy. Hoặc là số bị thuê bao chẳng hạn, ví dụ thế. Em Loan ơi, ở Bắc Giang có ship được không mà chưa nhận được hàng? Chị Nguyễn Tiểu Huệ cho em số điện thoại em kiểm tra đơn nhá. Comment cho là kiểm tra đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em với. Đây các chị này, len nhung tiếp này, các chị ơi màu rêu. Màu rêu con len nhung này cho em, mã này các chị comment là H8 ạ. H8 kèm số điện thoại cho em. Còn 4 còn bộ B4 không? Còn chị ơi, bộ B4 em còn nhá. B4 thì như là còn nguyên size L hay sao ấy. Đây. Các chị lên mã này cho em. Còn 5 chiếc ạ. Đấy chưa, em còn 5 chiếc giá 150.000 nốt các chị nhá. Đấy chưa, hàng của nó hàng 2.8, sale lúc các chị là 150.000. 150. Mã này dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Đấy chưa, dưới 65 cân em chốt đơn, mã này lên nhung nhá. Các chị yêu lên cho em mã gì ạ? H8 à? H8 mà kèm số điện thoại cho em. H8 mà kèm số điện thoại cho em còn 5 chiếc. Đơn buổi trưa ngày hôm nay nhà em chưa gọi chút xong, sáng ngày mai nhà em gọi chút tiếp nhá. Chị ơi giờ không xem lại like được à? Em ơi, có những cái mã like thì chị hết hàng là chị xóa đi. Cái mã nào còn thì chị mới để giữ lại like nhá. Nam mặc được không em? Nam không. Áo này mặc nữ thôi, nam mặc nam chọn mẫu khác thiếu gì. Nhưng mà nhà em không bán đồ nam, nhà em chỉ bán đồ nữ thôi. Nhà em chơi với các chị không chơi với các anh. Đấy ạ. Nắng vô tình chốt dồn đơn. Biết báo hộp đơn ạ, 150 một áo các chị này. Len nhung cho em màu rêu, màu đẹp cho các chị luôn. Rêu của nó rêu đậm nhé các chị nhá. Rồi ok chị Huệ nhá. Biết báo có đơn này, có đúng 5 cái thôi. Có đúng 5 chiếc lẻ nhé các chị này. Là hết hền hệt luôn nhá các chị yêu. 150.000 chất len nhung xịn luôn. Áo đẹp mỗi cái, size to không mặc vừa. Chị bao nhiêu cân đi chị Thơm Còi? Nhá, 150 này các chị này. 150. Toàn hàng đẹp thế này. Bích Trâm Thái rồi ok chốt H8 này. Minh Đỗ Thị có H8 này. Áo gió thì các chị có lên áo gió đi. Áo gió 169 thôi. B4 thì các chị dưới 60 cân cho em. Dưới tầm khoảng là B4. À B4 có size từ 55 cân đến tầm khoảng là 58 cân à. Được, B4 có size các chị từ 55 đến 58 cân chị Nga Lương nhá. Chị Bảo Bình có, Phạm Hà rồi ok chốt đơn. Em qua mẫu này. 150 cái áo len. Mãi được trưởng. Cái này có 2 chiếc. Con này là len của nó là len lông. Được chưa ạ? Trời ơi áo này. Các chị nhìn áo này. Để cho các chị xem gần cái chất lượng len của nó luôn các chị nhá. Cho các chị xem gần chất len luôn. Ok không ạ? Mã này các chị ấy lên cho em là mã gì H9. Còn đúng 2 chiếc lẻ thôi. H9 kèm số điện thoại cho em ạ. Xem lốt các chị 150. Xem lúc các chị ơi 150 không đẹp trả lại em nhá. Ok không? Bán thế này là gọi là thoải mái nhất để luôn ạ. Mã này các chị yêu lên cho là H9 ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Hoa cao có, Thủy Thái có, Phạm Hà có ạ. 52 cân không vừa chị ơi. 52 cân cái áo của cái bộ của mã B4 không vừa. Tại vì em báo sai các chị 55 đến 58 cân thì chị 52 cân thì chắc chắn là không vừa rồi. Chị Nga Lương nhá.
Mã này các chị cô này là 29, em còn đúng 2 chiếc màu đen. Còn đúng 2 chiếc của màu đen cho em các chị này. Mặc rất là dễ luôn. Được chưa? Đen hàng đẹp ấy. Chất len xuống, sờ chất bóng mịn. Được chưa? 150.000. Được chưa? 150.000 đồng. Các bác nào chốt 29 em còn 2 chiếc nhá. Chị Quý, Quy Tuấn rồi ok. Trời ơi, H8 em còn có 5 cái thôi. Con này đến H9 cho em còn 2 chiếc màu đen. 2 chiếc màu đen cho em. Các chị nhìn trên cái pha đấy, để tay rất đẹp luôn các chị nhá. Lên này là hàng đắt hơn này các chị này. Nhưng mà em cũng tặng các chị nốt 150 rồi này, còn có 2 chiếc. Nó còn có 2 chiếc thôi. Cái này còn lẻ mấy cái. Còn mấy còn. Mới còn mấy chiếc đúng không? Còn 3 cái hay 4 cái? 4 cái. H10 cho em. Còn 4 chiếc nhá. 4 chiếc của màu của La Tím nhà cho em như này. Ok không ạ? Rồi, H9 còn 2 chiếc khi nào nhanh thì được. Không hợp tiền. Hết hàng rồi. Mã này H10 cho em 150 mấy. Không, chút bằng 100 mấy. Em chả biết 100 mấy luôn. Thôi còn 4 cái tặng nốt các chị 140 nhá. Đây là giá trị ân nốt 140.000. Để chạm 140.000 đồng. Các chế lên cho là mã gì ạ? H10 cho em ạ. H10 và kèm số điện thoại cho em. Form các chị dưới 60 cân em chốt đơn. Form dưới 60 cân em chốt đơn hàng mã này. H10 cho em ạ. 40 cân đến 60 cân. Quần bò em mặc 200. Áo da em hiện tại em đang hết áo da rồi chị ạ. Chả nhập được áo da. Cước cao lắm. Áo da nó nặng mà. Đây là cước bóng cao là phải thôi, để bây giờ không có xe tải, không có xe vận chuyển. Đấy, không nhập được. Mắt này H10 cho em còn 4 chiếc, chị Bảo Bình 1 chiếc này. Được chưa ạ, em tặng nốt các chị 140 nhá. 140, nhanh tay cho em 4 chiếc duy nhất thôi. Đây có một cái họa tiết nó hơi khác một chút. Nhưng mà màu của nó cũng thế. Họa tiết nó hơi khác một tẹo nhá các chị nhá. H10 cho em con này len lông các chị này. Len lông cho em mềm lắm luôn các chị ơi, cầm xuống nhá. Không dặm ạ. H10. Quần bò á, quần bò như mình còn mã gì nhỉ? H10 đấy tặng nó các chị 140 này. Ở dưới kia nó còn cái len gì ạ? Len đen này. Ừ chị cứ mang lên đây đi. Cứ bóc lên đây đằng nào chẳng phải bóc lên đấy. Cái mã này còn nguyên cái đen này. Một cọc này còn nguyên đen này. Rồi Phúc Khang có Hiền Lương Nguyễn ok này. Còn 4 chiếc đúng không? 3 mẫu này. Mã này là len pha lê cho em. Để chạy len pha lê, mã này H11 ạ. H11 kèm size, kèm số điện thoại cho em. Đây len pha lê đây các bác này. Chất len sướng các chị nhá. Được chưa? Tại vì sao mà lại có tên gọi như thế? Tại vì cái chất len của nó sợi nó anh ánh ý. Bên ngoài sợi của nó óng ánh như pha lê ấy. Nên là gọi là lòng len pha lê cho em ạ. Có len rêu và chị Nguyễn Xuân. Đợi em một tí ạ. Đây các chị nhìn hàng cho em này. Ok chạm mã này các chế len cho em là mã H11 kèm số điện thoại ạ. H10 còn mỗi 4 cái thôi. Hết rồi các bác ơi. Bây giờ mới là cũng chẳng còn nữa rồi. Mã này H của cái tay của nó xinh quá này. Các chị nhìn tay áo cho em này. Được chưa? Đẹp chưa? Ôi giời, hôm nay mới bới được cái mã này à chị? Chị Hoa, cái mã này là 2 mã, chị bộ 1 mã này. Cái này còn một cái màu... Này, còn một cái màu cà phê này. Mã này là có 2 mã khác nhau đấy. Chứ còn 1 mã đâu, em nhìn được có cái vằn thế này. Cái vằn này là khác này. Cái vằn này là cái len của cái ấy này. Cái tam bộ dầm hôm nay này. Đây có đây còn đúng một cặp đúng không? Có đúng một cặp. Rồi H11 cho em. Đây em tí. Trời ơi, 150. Để chạy 150 cho em. Con này nó không dày quá. Cái tay của nó yêu lắm ấy các chị này. Cho cái màu đen nhìn hơi khó tí nè. Để em mắc thử cái màu nâu các chị xem nhìn nó rõ hơn nhá. Đây. Đây cái tay của nó đây. Cái tay của nó làm xinh lắm. Chất len pha lê đẹp các chị nhá. Đây cái tay, cái phần tay áo của nó này. Đấy chứ ạ. Mã này cái chế lên cho là H11 ạ. H11 cho em 150 một áo. Len đẹp lắm luôn.
màu đen thì trên lá các chị nhìn nó hơi khó một chút. Bây giờ nhìn các chị nhìn cái sợi len của nó này, màu bên ngoài đẹp hơn trên lai, màu trên lai nó không gọi là các chị nhìn nó không rõ lắm. H11 cho em, tí em lên màu rêu sau. Còn đúng một chiếc màu của nó là màu nâu cà phê. Chị ạ, màu nâu cà phê cho em ạ. Còn màu đen nôi hết hàng rồi chị ơi. Còn hàng của nó là hàng 280 chị. Còn đủ màu của nó sẽ là 280.000. Bây giờ là giá sale 150.000. Tại vì nó còn nguyên một màu đen thôi. H11 nhá. Màu cà phê thì em không hứa chốt cho chị nào, tại vì nó còn có một cái thôi. Đấy chị ạ, mẫu này là H11 cho em. Các chị nào chốt màu đen thì em chốt nhá. Màu cà phê em còn đúng một chiếc thôi, thì em không hứa chốt cho ai đâu. Em không hứa chốt cho ai cái màu cà phê để còn sót đúng một chiếc thôi ạ. Có thể là cái còn đâu rồi, vì còn hàng ở đâu chứ. Màu đen các chị nhá, các chị chốt màu đen đi. Đen đẹp lắm, dễ mà. Chị ạ, H11 chốt Nguyễn có này. Em thấy các chị cứ thước màu nâu, em lấy đâu màu nâu em chốt. Trời ơi, biết thế chả rơi màu nâu xong. Không còn màu nâu đâu. Trời ơi, còn màu đen thôi. Minh Nhật Lê rồi, ok. Chăm giữ một cái áo này, các chị này. Nó không phải hàng len xưởng đâu. Toàn hàng len Quảng Châu, chất len pha lê cho em. Nhập vào còn chẳng, các chị đi buôn nhập vào chẳng được giá này. Đấy, vào vụ lúc đấy đắt như tôm tươi. Lúc đấy là không có giá này mà chốt đâu các bác ạ. H11 cho em ạ, chị Nguyễn Hân có này, chị Nhét Xuân có đơn ạ. H11 kèm số điện thoại cho em 150.000. Còn mỡ màu đen hả? Còn mỡ màu đen là 150. Chị Minh Nhật Lê có làm vài cái chị này để dành này, và vụ bán nó sướng. Có 150.000. Lẻ nhá chị nhá. Hôm nay lên bộ không em, hôm nay chưa về được bộ chị ạ. Nó còn có sót mấy mẫu ở cửa hàng thôi. Thì như là mỗi mẫu nó còn 3-4 bộ chị ơi. Làm gì có hàng về đâu. Em mới bảo là bây giờ là không có hàng về thì cứ lôi len ra bán thôi. Len này đang định để dành như này các chị này. Nhìn chị ạ, lúc ghép chả có hàng mà bán. Các chị nhìn sợi len cho em ạ. Mắt này là H11 đúng không? Màu đen. H11 màu đen. Chị Hoàng Yến có này. Làm vài cái chị nhá. Ngày mai lấy 4-5 cái mà để mà. Mỗi mẫu làm 4-5 cái mà để dành. Lúc em Loan ơi, còn hàng này không là không có đâu. Còn bao nhiêu em vết hết của người ta rồi. Cái pin rồi ok, Hoàng Yến rồi ok, em chốt đơn. Cái này còn 3 chiếc 3 màu. Cái này còn 3 chiếc 3 màu khác nhau luôn các chị này. 3 màu các chị nhá, màu đỏ này. Màu gạch này các chị này. Và màu của nó là màu hồng. Màu đỏ, màu gạch, màu hồng, các chị lên đơn cho em. Dạ, mã này các chị comment là H12. H12 ạ. Đấy, H11 các chị nào chút đen thì có á. Chị Đức Phạm có, Lanh Mùi có, Minh Độ Thị có, ok. H11 các chị dưới 65 cân em chút đơn. Mã này cũng là len pha lê cho em ạ, H12. Chất len nó không quá dày các chị nhá. Thật chị ơi, có đẹp. Còn 3 cái. Em xem nốt 140 nhá. Còn 3 cái em xem nốt 140. Lấy chị 10 bộ, lúc nào có hàng với em nhắn nhá. Lúc nào có hàng về em nhắn cho, ưu tiên. Mai em bảo bọn cái Huyền cái link lúc nào có hàng về nó sẽ nhắn tin vào Zalo chị để chị vào chị chọn nhá. Thế cho nó dễ. Bây giờ là em sợ em chọn cho chị là chị lại không thích ấy. Thế lúc đấy nó lại khó nói. Đây các chị này, mã này các chị lấy luôn 3 cái này về. Em thật 3 màu được đẹp. Hết rồi. Đấy chị ạ, 140.000. Các chị nhìn len pha lê này. Đấy chị ạ, sợi len bên ngoài nó ánh như pha lê luôn. Mã này H10 mấy chị? H12 không, các chị dưới 65 cân em chốt đơn. Được chưa? Các chị nhà mình dưới 65 cân em chốt đơn 140.000. Còn 3 chiếc 3 màu khác nhau. Còn 3 chiếc 3 màu khác nhau. Quần bó em mặc là 200. Màu đỏ này. Được chưa? Màu đỏ cho em. Màu đỏ này. Bó em mặc là màu hồng nhá. Hồng của nó kiểu là màu hồng hồng ruốc ấy. Màu hồng ruốc với lại là màu đỏ gạch cho em ạ. Màu gạch này. Rồi 3 cái luôn. Chị yêu em là Minh Nhật Lê vào đây. Đây, con đây là len lông nhá chị nhá, len lông hàng dày ấy. Mắt này là H14. Được chưa? H14 mà kèm số điện thoại. H13 chứ. Đây là H13 á. H13 còn nguyên màu đen. Được chưa? Còn nguyên màu đen của mã len lông nhá các chị nhá, chất len dày lắm.
Ở trạng H13 của đen lông. Các chị yêu lên cho là H13 và kèm số điện thoại ạ. Còn nguyên màu đen. Chị đưa cho em cái cọc mà nó có nhiều màu chỗ hàng Hoa Cúc kìa. Tốt cho em cả cái học cái cọc hàng lên cắt nhá. Hàng lên đẹp mà lên mới nhập về. Đây. Mã này các chị yêu lên cho là H13. H12 hết nhá các chị nhá. Mã này H13 cho em. Đấy chứ ạ. 150.000. Các chị nhìn xem len lông dày các chị này, hàng đẹp lắm. Được chưa ạ? Những cái chất len lông này là hàng đắt, toàn trên 300.000 hết. Bây giờ em tặng các chị đô có 150.000. Còn nguyên một màu đen. Chị nào lấy màu đen các chị lên đơn. Được chưa ạ? Chị nào lấy màu đen các chị mình lên đơn cho là H13. Kèm số điện thoại phong các chị với 65 cân các chị nhá. Từ khoảng là trên 44 cân. Nó không phải là len lông mà nó xù xì và xù to đâu chị ạ. Nó mềm lắm ý. Các chị cứ tưởng tượng như là cái hàng len lông thỏ như thế nào thì cái len lông như thế. Nhưng mà cái len lông nó là hàng đẹp, hàng đắt nhất trong các loại. Được chưa? Hàng đắt nhất trong các loại luôn. Hàng em là phong của nó phong to, không phải phong bé tí mà. Tầm khoảng là 50 cân đâu. Nó có những cái hàng xưởng rẻ nó tầm khoảng là 35 đến khoảng là 50 cân đổ về thôi. Phong nó bé tí. Những cái hàng phong phải phong to nhà em các chị này. Không phải là em phong to các chị dưới 65 cân cơ. Chị Hoàng Điệp Bắc Giang, Bắc Giang vẫn ship hàng mà chị. Chị cho em kiểm tra đơn và kèm số điện thoại với em bảo này. Các chị ơi, đợt này dịch thì hành trình xe của nó sẽ chậm hơn so với lại là bình thường ấy, nó tầm khoảng là từ 2 đến 4 ngày. Các chị nhá, các chị thông cảm giúp em với, không ai muốn như thế cả. Em cũng muốn là các chị nhanh nhận được hàng em có tiền đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ là phụ thuộc vào bên chuyển phát thôi. Còn đơn hàng thì em chốt đơn xong thì em ship luôn, em gửi luôn, còn phụ thuộc vào cái đầu chuyển phát thì người ta là giao hàng bây giờ là qua tất cả các chốt tỉnh nọ sang tỉnh kia là người ta đều phải là test covid đúng không? Cho nên nó sẽ bị chậm chuyến thư, chậm hành trình. Các chị thông cảm nhá. Dịch dã này thì chị em mình cố gắng thông cảm cho nhau với. Chứ em cũng muốn các chị nhanh nhận được hàng, em muốn là các chị chốt đơn xong là chốt hàng xong là gửi phát các chị nhận được luôn ấy. Mã này H13 giúp em với 150.000 các chị này. Cầm cái áo len các chị nhìn cho em ạ. Đầm tay xuống tay luôn. Được chưa ạ? 150.000. Chị Nguyễn Hà có này. Có áo gió em. Trời ơi, áo gió thì chị còn đang muốn nhập thêm về. Tại vì bây giờ mới vào vụ mà áo gió làm dễ mặc. Lặng thầm gió ok em chốt đơn ạ. Áo gió thì miền Nam mặc được. Các chị thay mặc làm áo chống nắng ấy. Rồi mỗi đây là H13 đúng không? Màu đen này đấy chị này. Len lông. Chị kiếm ra cái áo này ở chỗ nào đây? Ra đây đây. H13 cho Trần Mai này. Cái này chả đến chục cái nhỉ. Rồi H13 các chế mình lên đơn nhá. 150.000. Thì thoảng với ra những cái hàng đẹp hết. 150.000. Cái này còn 7 cái, 8 cái. Còn 7-8 chiếc H13 nhá. Chả có to á. Có cái 70 cân mà. Chị có đến 75 cân không? 75 cân các chị mặc được cái áo len của cái mã gì mà nó có cái màu xanh, màu vàng với lại màu xanh dương ấy. Đấy. Rồi, liên tiếp một mã nó có hồng với rêu này. H14 cho em. H14 em có hồng với rêu nhá. Ủa, chị Hoa ơi, chị có giết người không? Cái này len mũ này. Nó là len mũ à? Em thấy một cái len mũ của cả ngoài. Ôi dồi ôi, sao lại với đâu được cái len mũ vậy? Bây giờ len khách hàng tranh nhau cũng có luôn đây này. Một cái len mũ ạ. Bao nhiêu khách ngày hôm nay hỏi. Len nhung mũ. Trời ơi, các chị hỏi cả, em mấy lai. Đây là cả cọc đây, còn sót một cọc len nhung này. Len nhung mũ này. Một mẫu thôi, nó bị sót hàng. Đánh nhau với len mũ luôn. Mã này các chị comment cho em là mã H10 mấy chị nhỉ? H14 ạ. Em có hồng mới rêu nha các chị nhá. Len nhung mũ cho em 160.000. Được chưa? 160.000 đồng. Các chị từ 40 cân đến 60, 62 cân đổ về em chốt đơn. Nhanh tay nha các chị nhá. Cái này là em bị sót hàng đấy. Chứ làm gì còn hàng nhung mũ đâu. Được chưa? Tìm xem còn không? À đây. Đấy, cái đấy còn một cái nữa. Hình nó hơi khác một tí. Chồng mã len nhung mũ luôn. Chị phát hiện ra cái đấy này. Được chưa? Cái này nó bị sót hàng đấy. Chứ không phải là em còn hàng em không bán nhá. Còn mà hết cả đời. Rồi chị Hoàng Điệp.
Em xem nào. Chị không nghĩ cái đấy là cái nhung mũ đâu. Đây là nhung mũ mà. Nó sao hôm nay hàng trong vụ 279, bây giờ em xả có 160.000 nha các chị, lên đơn mã này cho em. Em có hai màu đấy ạ, đợi em tí em tra cái đơn này cho chị Hoàng Điệp, sao lại chưa nhận được. Không thì 88130 hay cần chưa. Ui sao mới đang vận chuyển này. Chạy. Một đơn thì đang là đang ở địa bàn cách ly không giao được này. Một đơn thì đang vận chuyển. Ôi rồi. Một đơn từ ngày 26, hôm nay là ngày 28 thì vẫn đang giao nhá. Có nghĩa là bây giờ mới đến là Hà Nội thôi. Đơn hàng 130 mới đến Hà Nội thôi. Còn một đơn hàng thì đang trong trạng thái chuyển hoàn. Đấy, đang chờ xử lý này. Để ngày mai em báo giao lại nhá. Đây là chị này. Đang ở trong địa phận đang bị cách ly không giao được ấy. Có phải chị ở trong chỗ vùng cách ly đâu? Em thấy là báo là người nhận từ chối nhận này, địa bàn cách ly không giao được. Đấy, ngày mai em sau báo xử lý lại luôn cho chị cái đơn hàng này này. Khách hỏi hàng mà không giao cái này chết rồi. Chị nhá. Rồi H14 cho em, màu hồng với màu gel. 160.000 một áo. Đây chị này, hồng nó như này đấy chị nhá. Nó là len nhung mũ ạ. Hàng đẹp lắm. Mà em bị lãng quên tại vì là nó bị sót ở trong cái đống hàng ấy. Đấy. Bị sót mất một cọc này. Các chị biết là mấy ngày hôm nay khách cứ hỏi Loan ơi còn nhung mũ không? Này em báo hết đúng không? Đây nhá. Bây giờ em còn hồng với gel. Còn màu hồng với màu gel, mã len này các chị mặc sướng á. Thế á, chết rồi. Rồi em báo giao luôn này. Em báo giao, chắc là ngày mai người ta sẽ báo giao lại. Nếu mà không phải ở trong vùng gọi là phong tỏa hay cách ly gì thì người ta vẫn giao lại bình thường mà. Em chụp lại nhé. Em báo luôn cho chị rồi đấy ạ. Rồi qua mẫu này. Hết nha, mẫu này là hết sạch xanh luôn đấy. Hello còn 2 chiếc. Hello này còn 2 chiếc này các chị này. Mẫu này là H15 cho em. H15 và kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này, len nhung màu hồng các chị nhá. Len nhung màu hồng cho em. H15 ạ. H15 và lên số điện thoại cho em. Chả còn len nhung mũ thì tí nào nhỉ? Hết sạch xanh. Hôm đấy là về của nó là mấy trăm áo. Mấy trăm len nhung mũ. Năm ngoái còn bán gọi là dã man luôn. Mà toàn hàng 278, 279.000. Đây chị này, mẫu này dưới 65 cân em chốt đơn nhé. Còn đúng 2 chiếc mã H15. Đây len cổ lọ này chị này. Cổ lọ nhung cho em. Còn đúng 2 chiếc màu hồng. Em còn 2 chiếc màu hồng. Chị nào lấy các chị lên đơn cho em 150.000. 150, còn 2 chiếc màu hồng của chị Hello cho em theo các chị này. Mã này H15 cho em ạ. H15 và kèm số điện thoại cho em. Dưới 65 cân em chốt đơn. Đấy chạm mã này các chị dưới 65 cân em chốt đơn à. Len nhung đẹp lắm luôn mà có 150.000. H15 nhé các chị nhé. Rồi chị Anh như một cái này. Còn 2 chiếc thì là bên đây có đơn ạ. Thế này còn một cái à. Nhưng còn một cái đấy để lên sau chứ đâu có lọ đánh dưới. Đóng ngoài kia thì không còn gì ở đống đấy. Đấy đấy con đấy. Con đấy có cả màu ngoài. Bắt đầu con đỏ thấy rêu không? Con này đẹp này. Dạ, con này là H16 cho em. H16 cho em 150 ạ, H16 này. Để
Đấy, chị H16 em có đỏ với rêu nhá các chị nhá. Có màu đỏ và có màu rêu. H16 ạ. Quần là mã gì đấy à? Quần là mã quần bò 1 đấy chị. Đây, con là các chị tầm khoảng là 65 cân đổ về. 65 66 cân các chị cứ thoải mái cho em. Mã này H16. H16 em có rêu với lại là màu đỏ các chị nhá. Đỏ của nó đỏ nhung đẹp lắm. Bên ngoài nó đỏ đậm hơn trên live, không phải đỏ đỏ chót trên live chim này đâu ạ. H16 này. Được chưa? H15 hay H16? H16. Con này H16 nhá chị nhá. Màu rêu và H16 cho em màu đỏ, kèm số điện thoại cho em. Cái cổ tròn này rất là dễ mặc luôn các chị nhá. Nó còn có vài chiếc thôi ạ. Đấy, nhanh tay chốt đơn ạ, 150.000. Em xem lúc các chị yêu 150.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em ạ, H16 và kèm số điện thoại ạ. Được chưa? H16 cho em 150.000 các chị nhá. Rẻ đẹp chất lượng luôn, nhận hàng bóc hàng kiểm tra. Chị Hành Tuấn, chị vẫn chưa nhận được áo đâu nhé. Nếu mà chị đã thấy lâu lâu không nhận được ý, thì các chị cứ lên cho là kiểm tra đơn hàng, kèm số điện thoại cho em. Và nhân viên nhà em ngày mai các bạn đi làm, các bạn sẽ gọi điện cho các chị để báo đơn nhé. Ví dụ như là những chị nào mà bị lâu lâu không nhận được ý, thì sợ là bị sai số hoặc là nó bị một cái nào mà hành trình nó chậm hơn một chút ý. Chị Hạnh Phạm rồi, ok chốt màu rêu này H16 cho em. Còn vài chiếc thôi, mỗi mẫu nó còn vài chiếc thôi. Đấy, chị nào chưa chốt được màu đỏ các chị lên đơn. Quần bán sao chị ơi, quần 200, 2 lít. H16. Hải Vân Hoàng Linh rồi, ok. Các chị chọn màu luôn này các chị này. Không còn nhiều đâu, mỗi màu nó còn màu đỏ thì còn 3 cái. Màu rêu thì còn 2 cái, là hết nhá các chị nhá. Len nhung cho em đẹp lắm luôn các chị này. Để chạm chất len nó mà cũng sợ nó bị dão hay là nó xù lên các chị yêu ơi, chất mịn lắm luôn ấy. Rồi H16. Cái đỏ chị Minh Nhật Lê này, màu rêu cho chị Nguyễn Xuân này, Hải Vân Hoàng Linh có đơn ạ. H16 cho em nhá. Các chị có thích hàng len cao cấp hơn một tí không? Đây hàng hoa cúc đấy các chị này. Mã này các chế yêu lên cho là H17 đi. Đây chị ạ, hàng hoa cúc hàng xịn nhá các chị nhá. Hàng em mới nhập đây các chị này. Mới nhập được. Được chưa ạ? Mã này các chị yêu lên cho là H17 cho em, hàng hoa cúc hàng cao cấp cho em. Em đang có đỏ đô này, màu vàng mơ này các chị này. Với lại màu xanh coban. Ba màu cho em nhá, hàng xịn. Đấy. Chất đẹp lắm, hàng hoa cúc là hàng toàn bộ giá thị trường là trên 300.000 hết. Đây nó hơi xoắn đằng trước một chút. Cái cổ rất là xinh luôn các chị nhá, nó là hàng áo len, hàng thời trang. Mã này các chế lên cho là H17 ạ. Áo gió em lên rồi. H17 và kèm số điện thoại cho em. Vàng em còn 3 chiếc màu vàng thôi, có còn một xanh coban nữa. Hàng hoa cúc xịn sò luôn như này. Để chị ạ, 250.000 ạ. Các chị lên mã này là H bao nhiêu đây? H17. Chị ơi, cứ sợ áo chẳng có mùa đông nào không lạnh. Được chị ạ, rồi ôi. Mua áo len sợ năm nay không rét ý em rồi ôi. Cứ như năm ngoái ấy nhỉ, năm ngoái lại sợ là năm nay không rét đấy. Cuối năm ngoái còn không có hàng mà bán. Cuối năm ngoái không có hàng bán, những cái hàng bắt ca ấy. Trời ơi, tranh nhau. Tranh nhau mà đắt hơn mỗi năm vài trăm nghìn. Đấy, các chị cứ bảo là không rét xong là không mua. Đến vào vụ lúc bắt đầu đi tìm cũng tranh nhau. Kể cả đi khách mua cũng tranh nhau luôn. Áo gió em lên rồi, món này là H bao nhiêu đây? H17 cho em. Em các chị này, em đang có tông màu là màu xanh coban, màu đỏ với lại là màu vàng. Đây màu xanh coban này các chị nhìn len của nó này. Cái hàng len kiểu các chị nhá, chất len nó mịn lắm. Hàng cao cấp cho em, những cái dòng mác cao cấp này các chị này. Toàn bộ hàng của nó là 300 mấy một cái. Để chị ạ, các shop dao động từ 350-380. Em tặng các chị đầu mùa các chị nhá, đầu mùa 250.000. Để chị ạ, đỏ, xanh coban với màu vàng H17. Đúng không? Đây, màu vàng các em còn có 3 cái thôi. Còn đúng 3 cái thôi ạ. Nói chung các chị tầm khoảng là 42 cân đổ lên ạ. 42 cân đến tầm khoảng là 65 cân. 42 cân đến 65 cân em chốt đơn. Đây màu vàng này, các chị nhìn thử len cho em này. Nó đẹp lắm. Đấy chứ ạ, toàn bộ dòng len kiểu hàng len cao cấp cho các chị luôn. Thi thoảng gọi là đá đưa những cái hàng gọi là nó xịn xịn một tí. Đấy. Cái hàng len kia cũng là len đẹp nhưng chẳng qua em vật được rẻ hơn thôi. Chị 42 cân mã này thì các chị mặc nó hơi rộng rộng một tí nhá chị nhá. Mặc hơi rộng một chút. Nhưng mà áo len thì nó co giãn mà các chị.
chị chạm màu xanh coban này, màu em mặc là đỏ đô, với lại màu vàng của là vàng mơ các chị nhé, ba màu. Đây màu xanh coban, chị nào lấy xanh coban các chị lên đơn cho em ạ. Xanh coban và kèm số điện thoại cho em ạ, 17. Đây. Đẹp chưa? Chạm H17 có kèm số điện thoại ạ. Quá xuất sắc luôn nhỉ, chất len xuống. Các chị nhìn cái cổ của nó này, nhìn trông nó đẹp độc lạ các chị nhé. Đây màu vàng mơ nữa, ba màu. Chạm có 3 màu cho em, hàng cao cấp các chị này. Mã hàng lên đơn và kèm số điện thoại cho em. Hàng này vào vụ không có rẻ hơn đâu các chị ơi. Tại vì cái hàng lên bông mỏng bây giờ người ta cũng sale hai, này đã xỉ 200 mấy rồi. Là hàng cộc tay ấy, mà hàng lên bông tơ ghi ấy. Chứ nói gì là hàng lên giày này. Rồi qua mẫu này, chị yêu là lấy các chị lên đơn chuyên là H17 và kèm theo màu số điện thoại ạ. Đào Thị Hoa có. Chị Hành Tuấn lên số điện thoại giúp em với. Bích Trâm Thái thì ok. Mã này các chị lên là H18 ạ. Cái chị H18 cho em màu này là màu nâu sô-cô-la. Màu nâu sô-cô-la cho em này. Với lại màu đen. Màu nâu sô-cô-la với tông màu đen cho em. Cái tên này là pha ren lông các chị nhá. Hàng pha ren lông cho em H18 ạ, và kèm số điện thoại này. Cái này em còn có đúng hình như là có 3 hay 4 cái này. Còn 3-4 chiếc. Mã này là H18 ạ. Để chạm form dưới 65 cân em chốt đơn. Form dưới 65 cân nhá. Trên 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng. Mã này là H18 ạ, 250.000. Toàn bộ dòng hàng len siêu cấp cho em, hàng hoa cúc các chị nhá. Đây con này H18 này. Màu nâu cho em. Minh Nhật Lê rồi ok, Thơ Phạm có ạ, Mấy Thị Huy rồi ok. Chị Nguyễn Hà ok này. Đây nhá các bác ơi, bảo em nói điêu, còn có đúng 3 cái màu nâu với lại một cái màu đen thôi. 3 nâu một đen. H18 tay pha ren lông cho em 250.000 ạ. Ok chị Anh Nhi, rồi ngày mai chốt đơn cứ bảo bọn Huyền Linh nhỉ. Chốt cho chị, khách quen lo gì. Em không nhìn thấy thì nhân viên vẫn chốt đơn cho chị bình thường mà. Rồi khách quen mua bao nhiêu lâu rồi lo gì hả chị. Ngày mai cứ bảo nhân viên nhá. Em màu nâu rồi ok Nguyễn Hà này. Nâu em chị còn 3 cái em yêu. Để chạm các chị nhìn thấu len cho em, chất len đẹp các chị nhá. Pha dây lông cho em rất là sang luôn. H18 ạ. Này còn đúng một con đen là hết này. Với lại 3 cái nâu đen không nhập được hàng. Đây cho các chị xem tông màu đen. Để chạy cho xem tông màu đen luôn. Nó còn đúng một cái là hết nhá. Tay pha đen lông trông nó rất là xinh luôn. Dòng thời trang các chị ơi, lên hàng thời trang. Chị Trần Huyền ok chút H18 này. Các chị yêu lên đơn và kèm số điện thoại cho em. Rồi Bích Trâm rồi ok chút đơn. Nó còn có 3 cái nâu một cái đen thôi. Ôi chút chút màu đen của tôi nhỏ. Bị hết hàng rồi chị Công Ri ơi. Hết hàng rồi tình yêu. Bị hết hàng, sạch tiền xanh luôn. Mã này các chị yêu lên cho là H19 đi. Được chưa? Em xem lúc các chị là 199.000. 199.000. Sóc đẹp em còn chị ơi, nhưng mà chủ yếu là còn size bé thôi. Mã này các chị lên ra H19 ạ. 199.000 một áo. Form này các chị tầm khoảng là dưới 62 cân đổ về nhá, trên 40 cân đổ lên. H19 và cách số điện thoại cho em. Cái này là ta gen ta tay lỗ lỗ cho em như này. Đấy các chị nhá. Mã này H19. Hoàng Thị Nga có này, Mai Hương Mai rồi ok chốt đơn. Em mẫu này thì em đang có màu màu vàng này, tông màu đỏ cho em ạ, hàng hoa cúc các chị nhá. Nó cũng là cái dòng cao cấp các chị yêu. Được chưa ạ? Em tặng các chị nốt là giá 199.000. Đây tông màu đen cho em này. Được chưa ạ? Màu đen này, màu trắng này, màu cam, 5 màu các chị yêu luôn ạ. Còn các chị dưới 62 cân đổ về, các chị lên mã này là H19 ạ. H19 cho em 199.000. Đấy, xả nốt các chị mã này nhá. Đồ hè thì em gần như hết đồ hè rồi. Không còn đồ hè mấy đâu. Chị Trần Thị Minh Nguyệt. Ok, mã này là H19 giúp em với. Màu cam này,
các chị chọn màu thoải mái, tại vì là cái hàng này em có số lượng cho các chị luôn. Đây chị ạ, H19 xem 199, có cả màu nâu nữa các chị. Nâu còn hàng không? Màu nâu này. À, màu này màu be cho em. Để chạm màu be cho em. Chất len đẹp các chị nhá, H19 ạ. H19 cho em 199.000. Đấy chị yêu nào lấy các chị lên đơn, màu đẹp lắm luôn ấy. Hàng len cao cấp này. Trong vụ cũng là hàng 270 với 280 đấy các bác. Để chạy trong vụ cũng 270 280.000. Đấy, H18 các chị yêu mình lên đơn nhá. Chất đẹp chưa? À H19. Mã này là H19, 65 cân mặc được chị ơi, tại vì chất len nó giãn mà. Chất len cô giãn, chất đẹp sẽ sướng lắm. Ok chị ạ. Có vàng với lại màu nâu hai màu nha các chị nhá, vàng nâu hai màu. Các chị chất len xuống không, đã đời nhở. Pha ren lông cho em, pha ren lông. Lần trước là khách em các chị 65 cân các chị mặc được mẫu này đấy, tại vì là giãn theo chiều cơ thể chị em mình ý. Ok chị Thúy Thanh, chị Nguyễn Xuân có ạ. À, áo bạn đang mặc mã bao nhiêu rồi? Áo đang mặc là cái này đúng không? Hay là cái nào? Em vừa đọc mã xong đấy chị. Mã này là H20. Em đang có màu, em mặc là màu vàng, còn là vàng mơ các chị nhá. Vàng mơ cho các chị nhìn cho em cái bo tay này. Pha ren lông cho em rất là đẹp luôn. Được chưa? 250 một áo ạ, hàng hoa cúc nhá các chị yêu. H20. Tất cả những cái dòng này dòng hàng thời trang cao cấp cho em ạ. Thị trường vẫn đang bán là 250 308 một áo đấy ạ. Em tặng các chị giá 250. Hàng đầu mùa. Đấy chị ạ, tặng các chị toàn siêu phẩm đầu mùa luôn các chị yêu ạ. 250.000 đồng. Em về luôn, đợt trước cũng có hàng này bán. Năm nay nó vẫn có những cái mẫu như này. Các chị ạ, tại vì năm ngoái không có hàng mấy đâu. Nhập tí nào về là hết tí đấy. Mã này các chế lên chỉ là H20 nhá các chị nhá, 250.000. Em có hai màu, một là màu nâu bò các chị này. Màu nâu bò với lại tông màu em mặc là tông màu vàng mơ. Hai màu cho em phong các chị dưới 65 cân. Phạm Thảo ok của H19 màu đỏ. Chị đang cầm cọc gì mang đây nào. Cái đấy cũng đẹp rồi. Ôi cái hàng này trong vụ thì không phải suy nghĩ tí nào. Chị Trạng, chị Trang Nguyễn rồi ok. Chị Nguyễn Hà rồi ok, chốt đơn. Con này H20 nhá, tay của nó pha ren lông trông nó sang lắm. Và các chị nhìn xem cái bo tay nó dài như này, trông nó trẻ. Chị Trạng trông nó trẻ trung. Mã này các chị mặc cái chân váy cũng đẹp. Mặc chân váy xòe cũng đẹp các chị yêu nhá. Quần bò chân váy xòe nói chung là quần sóc da sóc dạ mặc phối hợp với cái áo này đẹp lắm, tại vì cái kiểu cách trông nó xinh ấy, trông nó trẻ. H20 cho em màu nâu và H20 cho em tông màu vàng các chị nhá, hai màu. Em qua mẫu này có 250 một áo thôi, chất dày dặn đẹp. Em mã này lên là H21 ạ. H21 cho em. Màu này là màu nâu các chị nhá, màu nâu với lại tông màu be hai màu. Nâu be hai màu cho em H21. Con này các chị tầm khoảng dưới 60 cân. Đấy chứ ạ, 40 cân đến 60 cân em chốt đơn. Mã này là các chị coi là H21 và kèm số điện thoại cho em. Hai màu các chị ơi. Màu be này. Màu be với lại màu nâu nha các chị yêu. Be với nâu. H21 ạ. Lấy cái con cổ tim trong kia lúc nãy khách hỏi chị mang lên cho em cái. Cái con cổ tim màu vàng vàng trong kia kìa. Còn biết còn. Một con thì còn một cái bắn nốt đi chứ để làm gì. Đây, các chị ơi có hai màu nhá. Màu này màu be này, còn đây là màu nâu cho em. Đấy, các chị nào ưng, các chị nếu mà các chị muốn chốt trên tin nhắn, các chị chụp màn hình cho em với. Agora không còn đâu em ơi. Con này là H21 cho em, tay của nó là khối sơ mi kẻ. Để chạy lên phối sơ mi cho em, các chị nhìn cái tay của nó trông rất là xinh luôn các chị này. H21 nha các chị nhá, form dáng trẻ trung. Form các chị tầm còn là 40 cân đến 60 cân mã này. Để chạy 40-60 cân, các chị lên đơn là H21 và kèm số điện thoại ạ. Còn sót 4 chiếc lẻ nha các chị này. 250 một áo ạ.
cái này còn một cái lên này các bạn lại tranh nhau luôn các chị này, còn đúng một chiếc khác 22. Cái này 22 thôi em, còn đúng một cái màu vàng là hết này, cổ tim nhá. Cổ tim đắt hàng cùng luôn. Cổ tim này siêu đắt hàng. H22 ạ. Để chợ H22 trên màu vàng bên ngoài đẹp hơn trên line ạ. Còn đúng một em cổ tim. Lên mã hàng mà kèm số điện thoại ạ. Đây H22 này, bạn nào lấy comment luôn cho em nhá, hết rồi này. Đây có một cái mã mà có cái cổ sơ mi. Đây con này H22. Nó cái cổ không phải, không phải mẫu đấy mà là cái hàng kia. Đây có cái áo đỏ đỏ trên cổ. Đây cái mã đấy. Mã này là H22. Dưới 65 cân mã này cho em. Pha ren lông các chị nhá, cổ tích pha ren lông màu vàng. H22 ạ, 250. Cái này còn một cái thôi. Giá vẫn không đổi thì con này thì em vẫn đăng nhập thêm. Con này bán đắt hàng cực kỳ luôn ấy, trong vụ không có hàng bán. Con này. Tay của nó pha ren lông cho em. H22 ạ, và kèm số điện thoại nhá. Ok chưa? H22 này. Tiếp cho các chị một mã này nhá. Mã này trong kia còn tí nào không chị nhỉ? Chưa hả? Còn hàng mã này không? Không, hàng hồ. Thật không đấy? Hả? Còn mấy cái kia thì chị mang ở đây xem nào. Ôi, thế thì cái này hết rồi này, còn một đỏ này, một hồng với hai đen. Còn đúng một đỏ một hồng với hai đen cho em, theo các chị nào 199.000 nhá. Đấy chị ạ, còn đúng một con màu đỏ này, một em màu hồng với lại là hai cái màu đen. H23. H22 cái em làm ạ. H22 là mẫu này màu vàng các chị nhá. H23 cho em, đỏ một cái này, hồng một cái và đen hai chiếc. Theo 199 ạ. Chất len đẹp luôn các chị này. Em còn tưởng sót một cọc quá rồi là còn có 4 cái. Chồng lên. Đây là pha cổ ren cho em. Mã này các chị mặc đi làm cho em thoải mái. Dưới 60 cân em chốt đơn các chị nhá. 40 cân đến 60 cân. H23 đúng không? H23. Không thấy comment ở trên máy chủ luôn ý. Chả nhìn đến mà đọc này. Này, coi các chị đặt hàng mà em không nhìn thấy này. Ẩn thật sự luôn đấy. Đây là chị Nguyễn Hà với chị Vui Bính này. Đặt hàng này chị Xuân Hoa đặt này. Và không có không có hiển thị ở trên máy chủ luôn mà chỉ hiển thị ở máy xem có thôi. Đấy, mã này H23 các chị lên đơn cho em. Em đọc ở trên trên máy xem thôi. Áo len mà chị dừng nhánh lan ơi. Áo len. H23 cho em mã này nhá. Không nhảy được comment, dã man kìa. Chịu chết đấy. Em xem lúc con này 200 nhá các chị nhá. Hàng cũng là hoa hoa cúc cho em. Được chưa? Hàng cũng là hoa hoa cúc cho em. Còn là hai cái màu đen các chị này. Hai đen, một hồng với lại một đỏ. Dưới 60 cân em chốt mã này các chị. Được chưa? Dưới 60 cân em chốt đơn mã này các chị lên đơn cho em. Đây là H23. Đông lạnh cái màu đỏ này. Chị Trần Nguyên lấy màu gì chị ơi? Quần có size 42 cân các chị lấy size S nhá. Đâu màu hồng đâu ấy nhỉ? Đây màu hồng này. Đâu màu hồng đưa cho em nào. Cái này còn một đỏ này, một hồng này. Thế nhỉ, sao luôn không nhìn thì comment này. Xin trả nhảy này. Đây này Facebook nó ẩn quá. Đây nhá, còn một con màu hồng, các chị nhìn xem cái cổ áo của nó này. Siêu đẹp luôn. Để chạm mã này các chị mặc đi làm thoải mái mà nhất là các chị mặc với lại chân váy ấy. Mặc xinh lắm, những cái cổ kiểu cổ Đức dày cho em này. H23 các chị lên đơn nhá. Legging hiện tại em đang hết. Chị Trần Huyền lấy màu gì chị ơi? Cái này em còn hai cái màu đen này. Còn hai cái màu đen.
Ok chưa ạ? Màu hồng này với lại màu đen nữa, đen em còn hai cái. Các chị yêu lên đơn chất xuống lắm mà sale có 200.000. Đấy là hết nhá. Cái mã này là em sale cắt mẫu luôn đấy ạ. 23 màu đen ạ. H23 chia màu đen kèm số điện thoại ạ. 200.000. Chị Nga ơi, chị đặt mã nào thế? Em mới đang phải nhìn ở máy xem của máy chủ, em không đọc được comment. Máy chủ không nhìn được comment. Sáu mươi cân có vừa chị ơi, 60 cân có vừa. Em bảo dưới 60 cân mà các chị từ 40 cân đến 60 cân. Thật quá thì mất thôi. Máy rồi hết nha các chị nhá. Cái này em còn hai cái nâu bò và ba cái màu đen. Để chặn hai cái nâu bò và ba cái màu đen, các chị lên máy là H24. H24 bỏ bôi rách còn đúng mấy cái thì đang mặc cho em này. Đây các chị yêu, từ chặn lên này lên ép cho em nhé. H24 và kèm số điện thoại cho em lên giày lên ép hàng trong cụ là hàng 300.000 nhé. Em đang bán trên bên ngoài tại trường là 320-350 luôn. Còn chỗ còn bán 380-400.000. Tại vì nó vô giá lắm các chị yêu ạ. Em bán trên line là em bán rẻ hơn rồi. Đấy, con này dưới 65 cân em chốt đơn thoải mái các chị ạ. 40 cân đến 65 cân. Các chị lên mã này là mã gì ạ? H24 đúng không? H24. Em còn 3 cái màu đen, 2 cái màu nâu. Chị nào nhanh tay được mã này lên S cho em. Em cũng tặng các chị nốt là 250 nhé các chị nhá. Giá 250. Nếu các chị nhìn màu len cho em rất là đẹp luôn. Đấy, lên S cho em len xịn nữa các chị này. 250 ạ. Đấy, các chị yêu lên cho là mã H24 và kèm theo số điện thoại ạ. Những tay nhá, còn đúng là 5 cái tổng có đúng 5 chiếc như này. Chị Yến Trần lên số điện thoại giúp em với. Hiện tại em không nhìn thấy comment ở máy chủ đâu. Bây giờ toàn phải nhìn ở máy xem thôi. Hôm nay là chết đứng luôn, lại không nhìn thấy comment ở máy chủ này. Chị Nguyễn Linh ẩn comment rồi này, máy chủ của em không đọc được comment đâu. Chị Nguyễn Xuân ok chút H24 màu nâu này. Các chị nhá, màu đẹp luôn. H24 ạ, kèm số điện thoại cho em. Chất lên ép hàng xịn ấy, cầm lên nó đanh chất và dày chất luôn. Các chị cứ để lại số điện thoại giúp em với nhá. Chị Nguyễn Hà dồn đơn. Màu gì chị ơi? Màu nâu cho chị Nguyễn Xuân có rồi này. Chị Nguyễn Hà rồi ok chốt đơn ạ. H24 và kèm số điện thoại cho em. Giá 250 các chị nhá, 250.000. Tuyết Thị Lưu lấy màu nâu. Em mặc là màu đen nhá. Màu em mặc là màu đen, em gọi là màu đen đấy. Còn cái tay em gọi theo cái màu của tay áo ấy. Đưa cho em cái màu nâu của nó đây. Không lại bảo em gửi nhầm màu. Đây mới là màu nâu các chị này. Đây là màu nâu cho em, còn đây là màu đen em mặc các chị nhá. H24 cho em ạ. 250. Thị Tuyết Lưu có đơn ạ. Cổ vũ thế đi ạ. Bích Trâm Thái có này, Thúy Nghiêm ok, Hồng Lục, Hương Lục rồi ok, chốt đơn hết nhé các chị nhé. Cái này còn một chiếc này, chị nào người nhỏ nhỏ các chị lấy mẫu này cho em. Mã này H25, có đúng một chiếc duy nhất nhỉ. Hạn 25. Kèm số điện thoại cho em. Em tặng các chị con này là 230. Cái này còn sót một cái nhá. 230.000. Người chị nào nhỏ nhỏ các chị mặc cái mẫu này xinh lắm ấy. H23 cho em 230. H25. H25 cho em 230.000 đồng. Được chưa? 230.000. Chất len này các chị này. Xịn luôn. 230. Còn duy nhất em còn một chiếc. Em tặng các chị nốt là 230.000. 40 cân đến tầm khoảng là 50 6 57 cân đổ về là các chị mặc vừa đẹp luôn.
trên 40 cân đổ lên. Cái form này là form cái phần phúc này cho này em chốt cho các chị tầm người nhỏ nhỏ thôi, các chị mặc nó sẽ đẹp hơn ạ. À. H25 đúng không? Rồi H25. H25 cho em cái này còn một chiếc các chị này. Em tặng lúc các chị giá 230. 230.000 H25 nha các chị yêu. Đúng một cái. Còn sót hàng thôi. Rồi H25 đúng không? Chị Nguyễn Xuân rồi, ok. Con này H25 chị nào có lấy em xả đốt 230.000 đấy. Lên H26 này. Con này là khoác len cho em ạ. Khoác len mã hàng H26. Em bán áo khoác len này liệu có sớm quá không? Trong vụ của nó hàng hơn 400.000. Em lười cởi cúc cho nên là em chui cho nó nhanh. Các chị này, con này cũng lên 250 luôn các chị yêu. Em được có màu hồng với nâu bò. Đấy chị ạ, hai màu là hồng với nâu bò, các chị lên cho là H26 nhá. 250.000, mã H26 ạ. H25 chị Minh Phương, ok. Chị Nga ơi, lên lại số điện thoại, bộ B1 em vẫn còn size M đấy. Chị comment cho em xin số điện thoại của chị với. Em có là còn 3 cái màu nâu bò với lại 2 cái màu hồng. Em tặng các chị nốt là 250, form các chị dưới 65 cân các chị nhá. Dưới 65 cân cho em ạ, H26 ạ. 2 hồng với lại 3 nâu. 2 cái màu hồng với 3 cái màu nâu cho em ạ, H26 và kèm số điện thoại cho em. Khoác len. Dạ, tay của nó hơi cánh rơi một chút. Các chị mặc có thoải mái, dễ chịu ạ. Form các chị từ 45 cân đến tầm 65 cân nhá. 45 cân đến 65 cân em chốt đơn. H26 này. Đúng rồi chị Mương, Minh Phương Lương ơi, chị không nhìn thấy ở cái trên trang bìa của em có số điện thoại đấy à? Ở trang bìa của em to đùng như đây. Ở trên đầu này, cái số điện thoại hotline là số 0988301183 là số điện thoại chính của nhà em nhá. Đấy là số giải quyết đơn hàng. Số đấy là không hay gọi trước đơn mấy cho nên là các chị không biết. Nhưng mà các chị vào ở cái trang của em đều có số điện thoại của nhân viên chốt đơn hàng hết này các chị này. Được chưa ạ? Có số Zalo xỉ với lại là số giải quyết đơn hàng với lại số chốt đơn lẻ ấy. Nó có tất cả ở đấy, số tài khoản của em ở trên trang cá nhân của em đều có hết nhá. Mã này là mã H26 à chị? 26. H26 cho em ạ, màu nâu bò với lại là màu hồng. Rồi chị Bích Trân Thái có ạ. H26 cho em khoác len nhé các chị nhá. Chị chọn H26 này, màu hồng này. Chất len đẹp chưa các chị này. 250 mà toàn hàng của nó là khoác len hãng. Chị chọn toàn bộ dòng khoác len hãng cho em. Bèo nhèo ngoại trưởng cũng tổng bạc 380-400.000. 380-400.000 đồng. Chị chọn chất len của nó, chất len xịn các chị nhá. Mặc xuống không bay không xù luôn ý. Mã hàng chứ là mã H26 á. Kèm số điện thoại cho em. H27 em có hồng tím đấy các chị này. H27 cho em tông màu hồng tím ạ. Màu đẹp chưa? Để chạy H27 cho em. Hồng tím ạ. Chị nào chưa chốt được mã này nhanh tay nhá. Cái này em còn shop có 3 chiếc thôi. 3 chiếc màu hồng tí. Được chưa ạ? Form này các chị dưới 65 cân cho em. Dưới 65 cân em chốt đơn mã hàng H26 H27 nhé các chị nhá. H27 và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi chị Văn Tạ H26 này. Bích Trân Thái, Bích Trân Thái chốt trước đúng không? Rồi chị Văn Tạ chốt dự phòng nhá. Mã này lên H27 cho em, cái này còn 4 cái này. Ok chị Nga nhá. Chị Nga chị cứ lên là B1 nhá. Chị Nga chờ ấy này. Rồi cái này còn 4 cái. Một này là hồng tím cho em.
pha hoa nhí cho em ạ, pha tay hoa nhí cho em trông nó trẻ lắm, màu trông nó mặc đẹp mà cái màu của nó kiểu màu mới, màu mới. H27 ạ, mã này là H27 nhá, lê của H26 này, chuông quân thị rồi, ok chuông H27 này, chị Lan cùng của H27 này, còn 4 chiếc đúng không, chốt cho 4 chị thôi, hết hàng rồi ạ. Lan Bùi có 1, 2, còn 4 cái thôi. H27 giúp em rồi. Comment ẩn nên là khổ thế chứ lại. Chả biết ai chốt được, ai không chốt được ấy. Duyên Trang ơi, lên số điện thoại giúp em với. Các chị phải comment số điện thoại nhá, tại vì comment ẩn em rất là khổ đây này. Không đọc được comment của các chị đang comment và hỏi cái gì luôn ấy. Nhiều chị đang bảo là em hỏi mãi không trả lời. Đây, cái mã này em còn 3 cái màu rêu, chị nào có lấy màu rêu các chị lên cho em mã này nhá. Chị nào thích rêu lên mã này màu rêu cho em, toàn bộ là màu nó đẹp độc lạ luôn. Mã này H28 ạ. H28 cho em. Chị nào thích màu lạ lạ màu rêu các chị lên đơn này. Được chưa ạ? H28 ạ. H28 mà kèm theo số điện thoại cho em nhá. Cái này em còn 3 cái màu rêu thôi ạ. Và một cái màu vàng, vàng của nó là vàng mơ. Cái H28 của nó sẽ là màu rêu. Phương Đỗ rồi ok. Chị Giang Lăng rồi ok, chúc ơn. Đấy là H27 là hết đấy. Mà này H28 cho em còn 3 cái màu riêng, một cái màu vàng. Chị sò luôn 250 các chị này. 250 H28 ạ. Cầm cái len nó sướng. Thực sự luôn ạ, cầm cái len nó thích. Màu vàng cho em nhé, cái này còn đúng một chiếc duy nhất thôi. Nó giống cái màu rêu này các chị này, nhưng mà nó là màu vàng, nó là vàng mơ. H28 cho các bác mình lên đơn nhá, kèm theo số điện thoại của em rồi. Đây chị H28 này, xịn sò luôn mà có 250 thôi, trong vụ bèo cũng 300.000 một cái. Đấy là nhà em bán, con ngoại trưởng người ta bán 350 38 một cái thôi. Chất đẹp này. Đây là hàng cao cấp các chị nhá. Đây chị ạ, dòng cao cấp cho em ạ. Mã này các chị yêu lên chị là H28 à. H28 cho em ạ. Chị Huyền Trinh có này, chị Lê Thị Ngọc có này. Bếp dài em chưa lấy về được, hàng đẹp tốn tiền quá, em cảm ơn chị luôn. Chị Lê Thị Ngọc cho em số điện thoại của chị với. Rồi H28 màu rêu này. H28 lên đơn hàng giúp em với ạ. 250. Chị Hương Kiều rồi ok, chút 28 màu rêu này. Màu vàng em còn một cái, chị nào lấy nốt không? Màu vàng nó là vàng mơ, vàng đậm ý. Nó không phải là vàng chanh đâu, các chị mặc chung nó tôn da lắm. Đẹp quá, sót thôi chứ làm gì đã có hàng này mà nhập đâu ở các bác ơi. Hương Quân Thị này, Trang Nguyễn ok, Hải Yến Trịnh ok em chút đâu. Rồi qua mẫu này, cái con này lên cho là H29, cái này còn hai cái màu be, hai cái màu nâu, hai be và hai cái màu nâu cho em H29 ạ. Con mình dưới 65 cân các chị chốt đơn nhá, dưới 65 cân H29 ạ. Chất len nó đanh lắm ấy. Chắc chất. Nói chung là các bác mà đã mặc sang cái dòng hoa cúc này các chị chỉ có nghiện thôi. Thế sau lại cứ tìm những cái hàng mát các chị mua ấy. Con này các chị dưới 65 cân em chốt nhá. Đây là màu này, là màu màu này là màu nâu tây các bác ơi, màu nâu tây cho em. Màu nâu tây này, mỗi này là H29 ạ. Và đây là màu vàng bò các chị nhá, màu vàng bò với màu nâu tây, hai màu cho em ạ. H29 đúng không? H29 ạ. Mã này H29 ạ. Em có hai màu các chị nhá. Màu này là màu vàng bò. Được chưa? 250.000. Được chưa? 250.000 đồng.
À, bò bơi. Bò bơi tách là hết rồi đấy. Ở chợ 2279 nhé, các chị yêu mình lên đơn ạ. Chả nhìn thấy comment. Để chạy dưới 65 cân em chốt mã này. Để chạy chị nào chốt comment là H29 cho em ạ. Những cái hình họa tiết để chị xinh các chị này. Để chạy H29 từ khoảng là 44-45 cân. Đấy từ 45 cân đến tầm 65 cân em chốt nhé. Đấy tầm 65 cân H29 ạ. Đơn lúc chiều nay em chưa chốt xong đâu chị ơi. Ủa, chị nào lấy cái qua mẫu luôn này. Cho em mã trong kia đấy, pha sơ mi. Đây những con phối sơ mi này chị nào chưa chốt được, em còn có bằng này cái thôi. Đây là phối sơ mi cho em. H30. Được chị ạ, H30 ạ. Kèm số điện thoại này. Sơ mi cho em. Mã này là H30 các chị nhá. Màu này em gọi là màu hồng ạ. Màu hồng này, màu nâu này với lại màu đỏ, ba màu. Hồng nâu đỏ cho em ạ. Những cái phối sơ mi này nói chung là chị em mình mặc cứ rộng rã cho em chẳng bao giờ nó bị lỗi mốt. Được chưa? Chẳng bao giờ lỗi mốt luôn. Cái mã này các chị mặc đi làm thoải mái. Đó, mã này là H30 cho em ạ. 250 một áo các chị yêu. Hàng len đẹp các chị nhá. 250 có ba màu cho em ạ. Đây màu hồng các chị này. Hồng của nó là kiểu là hồng kiểu màu nó lạ chứ không phải là cái hồng phấn đâu các chị nhá. Màu của nó gần như kiểu là màu hồng, kiểu là hồng gì nhỉ, em chả biết tả nó cái màu hồng gì, trông màu nó độc lạ luôn các bác. Mã này H30 đỏ này, màu đỏ, màu hồng với lại màu nâu bò, nói chung là ba màu cho các chị phân biệt nhá, có ba màu. Đỗ Yến rồi ok, Trang Nguyễn rồi ok, em chốt đơn. Mã này lên H30 đấy các bác. H30 em có 3 màu các chị xem luôn này. Đây màu đỏ của nó nhá. Để chạy màu đỏ này toàn bộ hàng hoa cúc cho em. Để trước em là trước em chưa bán hàng. Em mua con áo này là 380. Em mua áo này là 380.000. Đấy, và riêng cái mẫu này nó có từ rất là lâu rồi, nhưng mà nói chung là mỗi năm nó gọi là nó hơi kiểu cách một chút thôi, nó hơi khác một chút với cái kiểu cách thôi, và cái chất nó làm nó hơi khác một chút thôi, và cái mẫu mà pha viền cổ này không bao giờ bị lỗi mốt luôn các chị nhá. Mã này là H30 cho em ạ. 250.000. Đây màu nâu bò các chị này, ba màu đỏ này, hồng với nâu bò cho em ạ. H30, chị nào mà thích những cái kiểu phối sơ mi thì các chị là hợp gu kỳ luôn. Để chị những cái mã này là hợp vu luôn ạ. H30 cho em ạ. 250, chất len dày dặn luôn, hàng đẹp các chị nhá. Ok, chị Trang Nguyễn chốt hồng này. Chị lấy luôn cả màu H29 màu nâu tây đúng không? Mã này có hồng này, đỏ này và nâu. Hồng đỏ nâu. Máy chủ không nhìn thấy gì luôn. Đặc điền thế chứ này. Đấy, các bác mà lấy lên đơn cho em mã này đi. Em qua nhanh mẫu tại vì là hàng nó không còn nhiều. Con này là len bông tơ ghi cho em. Con này là còn mấy chiếc. Đây, mã này là H31 ạ. H31 cho em này. Ai len nó mỏng hơn. Tại nào mà đọc được con len không ạ? H31 cho em len này bông tơ ghi nhé các chị nhé. Sao lúc con này 200.000. Cổ tim. Mông cổ tim cho em sale 200. Mã này là H31 cho em ạ. Màu đẹp nhá, kẻ xanh. H31 ạ. Các chị từ 40 cân đến tầm khoảng 65 cân. 40 cân đến 65 cân em sale nốt 200.000. Cái này còn 3 xanh 1 đen ạ. Còn có 3 cái màu xanh 1 cái màu đen, em sale nốt các chị là 200.000 một áo.
200k. H31 ạ. Chị ở Hương Quân Thị có này. Má này H31 cho em nhá. Còn có 3 cái kẻ xanh, 1 cái kẻ đen thôi. Rồi em con này phát. Rồi em có màu đen đó. Đây H31 này, lên bông tư ghi nhá các bác. Thúy Thanh cho em số điện thoại với. Cái này còn 3 xanh 1 đen luôn. Là kẻ đen cho em. Cổ tim. Kẻ đen cổ tim H31 ạ. Bán tặng các chị tôi ạ. Giá này em bán lỗ vốn rồi các chị ơi. Cộc tay bây giờ đã là hàng xỉ hai mấy rồi. Mà bây giờ là hàng này hàng dài tay mà em sell các chị có 200.000. Đấy, H31 các bác lên đơn cho em. Thúy Thanh ở đây các chị nhớ để lại số điện thoại giúp em ấy nhá. Màu xanh em còn 3 chiếc, màu xanh bên ngoài nó xanh đậm hơn trên live. Để chặn xanh đẹp hơn trên livestream ấy. Mã H31 cho em này. Xanh. Đây, mã len này là hàng len ép. Hàng trong em thấy shop khác bán hơn 400. Có shop bán hơn 400.000 đấy. H32. Tay của nó là tay kiểu tay lỡ ấy. Đến lúc mà các chị vào vụ các chị có thể là phối hợp thêm một cái len cái áo giữ nhiệt mà pha tay ren ý. Các chị mặc bên trong cái áo này cho em rất là xinh luôn. Hoặc là lúc mà trời tiết mà xe lại các chị mặc bình thường như thế này cũng được. Sau đó các chị phối với lại quần sóc da, sóc dạ ấy. Ôi đi bốt vào đẹp lắm luôn ý. Đây ạ, mẫu đây là H32 cho em. H32 kèm số điện thoại cho em lên là len kiểu các chị nhá. Len kiểu H32. Được chưa? H32. Kèm số điện thoại ạ. Và quay rách thì chỉ có mẫu này thôi, hết hàng rồi em ơi. Còn mỗi cái đen mà mấy chị cứ chốt của em này. Mà đây H32 cho em 250 các chị này. Em nó có màu này là màu nâu bò các chị nhá, nâu bò này, màu xanh coban. Hai màu cho em ạ, hầu còn một chiếc. 250 các chị này. Mã này H32 ạ. Len này len ép các chị nhá. Len ép và dòng len kiểu cho em. Mã này các chị mặc với lại quần sóc cỏ xinh luôn. Không quên quần sóc sóc da hay là sóc giả ấy. Cho các chị phối với áo này cho em mà các chị để mặc bình thường như này cho em xinh rồi. Đấy, kiểu dòng tay lỡ lỡ này cho em ạ. Lúc lạnh các chị mặc thêm một cái áo len cái áo giữ nhiệt ý, tay ren ở bên dưới này cho em xinh lắm luôn ý. Đấy, các chị mix đồ rất là đẹp. Mã này H32 cho em 250 các chị nhá. Màu xanh coban, màu em mặc là màu vàng bò, màu nâu bò ấy. Còn màu xanh coban là em ép chị đấy các chị này. Được chưa? Ui giời, các shop bán hơn 400.000 cái áo này luôn. Được chưa? Toàn hơn 400.000 đồng. Hàng mắc xị cho em ha, cúc này các chị này. Được chưa? 250. Các chế nào lên mã này giúp em là H32 kèm theo số điện thoại cho em. Đơn chiều nhưng em chưa chốt xong chị ơi. Với lại những cái mã nào hết hàng nhân viên em sẽ không gọi nữa. Có nhiều mã bị hết mà. Ví dụ như cái bộ là hết rồi đấy. Bò boy không rách em thì còn mã nào bò boy không rách không? Hả? Còn có 15% pin như này. Ngu cái điện thoại của chị tí về đéo xem là cái gì ngu xem hết rồi quay cho con bé đi rồi. Ngu. Đấy. Đấy. Ôi nóng. Đấy. Thôi nghỉ thôi nhỉ. Nghỉ thôi. Mai cần chia ba. Mai sẽ làm. Để gì cho ngày lại. Một bọc bé bé là về rồi. Về rồi. Em thấy lên chuối chung rồi. Bé là miên rồi. À. Nó có báo trạng thái lên hàng hết mà. Nhưng mà ấy. Em nghỉ đây các tình yêu ơi. Bye bye các chị nha. Chúc các chị ngủ ngon. Hẹn các chị ngày mai em lên tiếp. Đấy chạm. Bye bye các tình yêu.